khi mình đã chia tay lâu rồi. Anh vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ về nhau. Và khi cơn mưa kéo về, sao người không trở về, để lại đây những cơn mê cùng giấc mơ trẻ. Khi anh còn nhớ em, khi anh cần em, xin hãy gọi em vẫn sẽ. Vô rồi đó. Sau khi mình đã chia tay lâu rồi, anh vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ về nhau. Và khi cơn mưa kéo về, sao người không trở về, để lại đây những cơn mê cùng giấc. Wow, Nam Ánh và Thu Ngân một lần nữa đã quay trở lại với màn song ca này. Liệu rằng anh Nam ơi có làm thuyết phục anh được hay không? Xin mời anh. Cái anh Bùi Anh Tuấn này lần này trở lại dữ dội quá chừng. Những cái quảng cao, cao vút luôn. Và dưới này thì khán giả cũng như giám khảo đều cảm thấy rất là phấn khích. Còn đối với Hương Tràm thì vẫn da diết như vậy. Nhưng mà anh nghĩ là hai bạn hình như vẫn còn thiếu một sự gắn kết nào đó một chút xíu thêm để mà về mặt cảm xúc nhiều hơn nữa thì nó sẽ tốt hơn. Vì là anh biết Bùi Anh Tuấn với Hương Tràm hồi xưa cũng là người yêu của nhau đó, cho nên là người ta hát bài này, viết bài này rồi tham gia cái dự án âm nhạc chung này thì nó cũng thể hiện một cái tình nghĩa nào đó. Bây giờ là tình bạn thôi nhưng mà... Anh em xin lỗi anh chứ tại vì bài này là bài chia tay, cho nên là không thể nào gắn kết được. Không, người ta không. Có sự luyến tiếc ở trong luyến đó tiếc. Cái bài người ta mới luyến... nức nở được nức ý nở. Anh Nam đúng là rồi. Như vậy. Vâng ạ. Dạ, cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thế còn chị Tư Cẩm Ly, chị đang ngồi xếp cái đầm cho gọn. Cái đầm chị xếp tới mai chưa gọn. Với Ngân thì chị vẫn rất là dành tình cảm cho em. Nhưng ở bài này em đã có cái rất giống của Tràm, những cái hơi, những cái nội lực. Nhưng mà Tràm hát vòm rất nhiều thì qua đây em lại bớt đi tí xíu nữa. Nhưng sau cái đoạn mà trước lúc ao em hát cái câu phiêu riêng á thì lúc đó lại bắt đầu tốt lại, nó lại hay để mà kết cái câu ao.
tụi em được đi vào vòng trong nữa, thì cứ mỗi một lần mình khắc phục như vậy thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Tại vì chị rất thích cái thần thái của Thu Ngân ở trên sân khấu, không phải ai cũng có được nha em. Cảm ơn chị Tư. Bây giờ nói một tí về Thu Ngân đi, chỉ một cái chiêu này anh để ý Tràm nghe nó hát á, khi nó ngân cái gì đó, xin lỗi Tràm xíu là nó để miệng nó hơi mớm chút xíu. Xin đưa đeo miệng em mơ. Người ta hát mắt người ta mớm, sao người ta hát chưa? Người ta đã ép cái giọng người ta vô cái nó khẩu hình lắm. Giống Hương Tràm, còn bắt phải vừa khép vừa cũng phải miệng. Cái đó là cái miệng của Hương Tràm nó như Thành. Vậy rồi. Trời ơi trời, tới thi ca sĩ thần tượng thì nó phải giống, nó phải giống tới nơi tới chốn. Có cái phẫu thuật thẩm mỹ nào mà phẫu thuật miệng mớm được không? Em phải về, em giả bộ em nhìn vô gương rồi em thử hát có cái âm thanh, biết đâu nó sẽ ra như vậy. Không, em hiểu không? Tôi không chấp nhận điều đó. Thành, anh thấy là khẩu hình vậy nó hơi bị giống trúng gió không Thành? Xin đưa đeo miệng em mơ mơ mơ. Giống gì? Giống gì? Giống gì? Khó lắm anh, trúng gió lắm. Trúng gió thì thường là khẩu hình là sẽ thả luôn đơ anh nha, không có giống được. Chị phản đối cái điều đó. Khi em hát á em thăng hoa quá. Có đôi lúc em là chính em, rồi em cũng thích Tràm, nhưng mà khi bắt đầu nhạc nó vào em thăng hoa quá, chị thấy em là em chứ không phải là Tràm nữa. Chứ còn tự nhiên bắt ta hát nó ngớt vậy chứ sao ra Tràm. Đây là hai ý kiến trái chiều nghe, tôi đấu tới sáng tôi phải bảo vệ ý kiến của tôi. Các bạn ơi, mình tham gia ca sĩ thần tượng là phải giống cả cái cách hát, cái khẩu hình, cái biểu cảm, cái cách phát âm, cái cách tạo ra âm thanh. Bây giờ bạn để ý hát live là lâu lâu Tràm có để cái khẩu hình như vậy, mà bạn thử hát như vậy biết đâu nó ra cái loại âm thanh trời giống như Tràm. Nó hơi khó, tại vì người ta khó nói khó mới làm chứ còn biết, ví dụ biết dễ rồi. Ai cũng tại vì được. Gì nào người ta hay nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép môi. Em nghĩ là chính xác hơn là ép dầu ép nở, ai mở ép móm chị ạ. Anh đề nghị, anh không bắt buộc, em hiểu không? Đó là anh thấy nó thú vị, anh chỉ cho em. Nếu em về em tập được, vòng sau em làm, thí dụ em vào trong thì nó quá tuyệt vời luôn. Người ta sẽ thấy ô giống Tràm lắm. Tại vì bây giờ thí dụ bắt trước, bây giờ bắt trước Lệ Quyên mà không chúm chím cái môi, sao tôi tin là Lệ Quyên được đúng không? Hát Lệ Quyên là phải chút chút cái mắt cái mũi chút chút là Lệ Quyên, còn hát siêu bét là em muốn phải lên sân chơi là miệng phải vậy mới là siêu black. Không, cái đó là Trấn Thành anh, mặt anh hề còn lắm. Còn Hương Tràm là sẽ có một trận bấm hơi bấm 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 chút xíu mới là Hương Tràm. Ông Diêu thù chút quá nhiều quá. Cảm ơn nhận xét của ban giám khảo ạ. Ảnh kêu thí sinh bắt chước gì là dòng sao nó rớt hết rồi. Anh chỉ biết là anh góp ý cái có đứa nó sửa cái nó làm quán quân đó là cũng đang chạy. Anh chỉ biết vậy thôi. Bị lố. Chúng ta về cứ nghiên cứu về những nhận xét đó để mà phát triển hơn nha. Xin lỗi. Nói thiệt, bây giờ cái anh đưa ra nó là chiêu, còn dĩ nhiên làm giỏi hay không thì nó là em. Đưa chiêu ra là chuyện của giám khảo, nhưng em phải coi cái chiêu đó em có xài được hay không. Thành, được không ha? Tôi hỏi nè, ví dụ lỡ ca sĩ nào bị hô hát thì người ta làm sao? Nè, nếu mà ca sĩ nào bị hô trước khi giải Hương Tràm đi niền răng em nha. Chưa
về nơi đâu, đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, xưa âm xưa phai nhòa, một người một lối đi sâu riêng. Tay cho Nhã Thanh với phần hóa thân thành cô Ý Lan. Cảm xúc của anh Hòa Nhật Nam như thế nào? Lúc đầu thì anh có nói là anh đang trông đợi cái phần trình diễn này của cô ấy, xin mời anh. Cái giọng hát của cô Ý Lan thì quá sức đặc biệt rồi, có một cái cách hát tiếp nối từ mẹ của cổ là cô Thái Thanh. Và anh nghĩ rằng là để giả cô Ý Lan thì hồi trước đến giờ anh chỉ nghe Trấn Thành hát hơi làm quá một chút, nhưng mà anh nghe trong đó nó có rất là nhiều màu sắc. Nhã Thanh mặc dù rất là xinh đẹp, hát cái bài này anh cũng thấy là hay, tuy nhiên là để mà thuyết phục anh đây là cô Ý Lan á thì thực sự chưa thuyết phục được. Nó đang lơ lửng phảng phất đó thôi. Bài này là bài Biết Nói Gì Đây của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Nhạc sĩ này thì cũng gắn liền với rất nhiều những cái ca khúc như là Kiếp Cầm Ca hay là Mưa Rừng. Hình như là cô Tư cũng đã từng bài này có hát rồi. Em cũng có hát đó. Thôi mối tình này là tôi không biết đi vậy đâu. Rồi cái người nữ quay qua trách người nam bận đồ không có hộp giống mình. Phải lặn lội về để tìm cái áo tím này để mặc cho giống người ta đó. Trời ơi thôi chết. Nói với lại anh một cái bài này thôi cũng của người ta, hát dành tặng cho anh nè. Yêu thương mong manh. Tuyết với lại Thành là trùm phải không? Vậy là trùm, nhưng mà tại vì ở gần cổ nhiều. Tuyết ở gần cô Ý Lan nhiều. Thứ nhất, muốn giả Ý Lan cái hình tượng phải thực sự sang trọng, đẹp. Yes. Cô Ý Lan có nói một câu: con à, dù cô có đi vào bệnh viện, cô vẫn phải make up nha con. Live show của tôi ở Hà Nội, chúng tôi bay chuyến 6 giờ, 4 giờ phải có mặt ở sân bay. Thì thưa quý vị, vào lúc 3 giờ rưỡi tôi tới sớm để đón mọi người. Tôi thấy một người phụ nữ đẹp đang cầm cái vali đi nhẹ nhàng. Xong cái cô tháo nhẹ mắt kính ra, mấy cô make up đẹp đẽ từ trên xuống dưới, tóc tai làm hết rồi. Cô nói: trời đất ơi, chị Lan, sao mới có 4 giờ sáng mà sao chị lộng lẫy như đi event vậy? Vì Trấn Thành, 1 giờ chị đã dậy cho mọi người make up cho chị. 1 giờ make up xong, đến 3 giờ chị ngồi để phấn ngấm vào da. Đó là danh ca Ý Lan thưa quý vị. Luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn xinh đẹp. Nếu bạn lọt vào vòng trong là bạn phải lựa đồ thật là đẹp, thật là sang lẫy, đeo vòng cổ hột. Lần nào cũng vậy tới: trời cô ơi, cái này đẹp quá, cô mua mới mua hả cô? Không, cái này là cô mua lâu rồi, chưa có cơ hội cô mang đấy. Bây giờ cô mới lấy ra cô mang nè. Cái này là hãng nào hả cô? Nó là của Chanel. Cô mang giày gì vậy? Cô mang giày của Christian Louboutin. Cái này là chỉ nói riêng
về cái phần bên ngoài, còn nếu mà nói sâu về phần giọng hát thì bạn còn thiếu nhiều thứ lắm. Và Minh Tuyết nghĩ là Trấn Thành là người hiểu sâu nhất về cô Ý Lan, cho nhượng lời là cho Trấn Thành. Thành nghĩ là bạn có nghiên cứu nhiều đấy, bạn có để ý những cái nốt, cái cách cổ hát, cái cách cổ đẩy âm thanh ra. Nhưng mà thật sự ra đó là vì cổ quá nhiều cái technique và quá nhiều những cái chữ ký đặc biệt trong giọng hát. Cái đặc trưng lớn nhất của cô là gì? Bất cứ bài nào trên đời này cũng vậy, là cổ hát bằng cách nói. Xin ban nhạc cho lại cái bài hồi nãy đi. Biết nói gì đây khi hai đường đời đứng tướng luôn chia đời mình rời. Là bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đời chưa quên lối đi. Đó là phải như vậy đó, thấy không? Mặc dù là lên rất là sắc, là bén, giọng gió, nhưng mà giọng cổ là giọng thổ. Chính xác. Nó rất là rền. Bao nhiêu đời chưa. Chính xác. Mà đợi là đợi hát bằng hơi nha. Đợi thì là nuốt vào trong, nhưng chưa là bắn ra. Nó khó tới mức độ như vậy. Những cái âm sắc mà cao mà cổ bị, cổ giống như bị sét vậy đó. Đêm nay anh nhắn son gửi mấy vị chờ anh. Chờ anh. Vậy, cái nữa. Đó, thấy không? Chào cho anh tiếng hát mình thương nhau sợi đỏ. Đó, nó vậy cơ. Chính nó xác rất là đó. Nhiều những cái chi tiết nho nhỏ mà tôi nói thiệt, nếu ai phải là yêu cô và tưởng tượng mình là cô thì mới hát được, chứ còn nếu mà để mà nghe rồi bắt chước lại làm được. Đi là phải đi giống như là nó nhấp tới nhấp lui vậy đó. Bạn phải để ý rất nhiều nữa, nhưng mà tôi đề cao bạn là bạn có nghiên cứu, nhưng mà thật sự ra cái âm sắc của bạn nó không đủ. Đúng. Phát âm phải đẹp, chữ nhã nó phải đúng, luôn luôn cắn cái phụ âm cuối lại, không bao giờ được để khẩu hình mở ra. Dấu thì... hỏi là đúng rồi, tuổi. Đúng rồi, tuổi. Hay là dấu nặng là đợi chưa. Đã, nghiên cứu nhiều hơn nữa, hy vọng bạn sẽ làm tốt hơn ở cái vòng hòa thanh. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo của chúng ta, và chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Những tin nhắn đang chờ không còn muốn xem, giờ em đầy ắp nghi ngờ, cô độc giữa đêm. Một phút mi nhắm ngơi nghỉ mà toàn là nỗi đau, có lẽ câu chuyện như chưa lâu. Giấc mơ đã khép lại, hy vọng đứng yên, thật ra còn chút rung động chỉ là muốn quên. Vì nay đã hết tin tưởng, nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông sớm hơn. Chuyện buồn mà cứ để thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Tuổi đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rối bời, để tìm kiếm cho mình ấm áp mới. Chuyện buồn từ đó không phải nhòa, dù tháng năm vốn là thần dược để xóa đau đớn lẫn thiết tha. Liệu rằng lần nữa đi bên nhau, ta sẽ yêu bao lâu hay mãi, kết thúc vẫn thế luôn thật buồn. Những tin nhắn đang chờ không còn muốn xem, giờ em đầy ắp nghi ngờ, cô độc giữa đêm. Một phút mi nhắm ngơi nghỉ mà toàn là nỗi đau, cứ thế câu chuyện như chưa lâu. Giấc mơ đã khép lại, hy vọng đứng yên, thật ra còn chút rung động chỉ là muốn quên. Từ nay đã hết tin tưởng, nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông sớm hơn. Chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dại, bởi quá lâu
thúc thế vẫn luôn thật buồn. Anh giống nhà thơ quá. Một câu chuyện buồn, chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết, em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Cười đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rối bời để tìm kiếm cho mình ấm áp hơn. Và đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Chuyện Buồn. Yeah, một tràng pháo tay cho hai bạn. Sao anh Thành? Thật ra tôi rất thích những cái tiết mục như thế này được diễn trên sân khấu. Không biết ở ngoài là chị Tâm với Mạnh Quỳnh có hát chung với nhau vậy không nhỉ? Dạ hình chưa, như chưa. Hình như chưa, chưa đúng dạ. Không? Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm bài này trong cái album vô chính của chị. Và hôm nay mình được nghe Phan Mạnh Quỳnh hát là cái bài của mình vào cái version của một người khác. Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng được là nếu Quỳnh hát thì nó cũng hát như vậy á. Nhưng mà vẫn là một câu nói cũ là em vẫn hiện nay em đang bị tỉnh táo quá em nha. Khi em hát giọng Mạnh Quỳnh là em phải tưởng tượng mình đang đánh Thái Cực Quyền. Tí quyền lực trưởng một cái, nhưng mà cảm giác là không có gì hết trơn á thì nó mới ra được cái loại giọng đó. Mỹ Tâm, cái vòng này hơi có vấn đề nha Mỹ Tâm ơi. Có hát trật đoạn, băng nhạc giỏi quá cú luôn. Bài này bạn không có cái thái độ hiện đại của Mỹ Tâm của năm 2019. Mỹ Tâm là một cái người nghệ sĩ rất là phấn đấu, thay đổi mình, không bằng lòng với cái hiện tại. Và Tâm không bao giờ feel cái câu bị lạng, bạn hát bị loạn choạng. Bạn Mỹ Tâm lần này thì bạn hơi xuống phong độ so với bài trước. Cũng không yêu cầu bạn quá nhiều. Chắc là tôi nghĩ là nếu như bạn hát những bài tủ có xem bạn sẽ hát tốt hơn. Vâng ạ, có ý kiến của chị Cẩm Ly thì sao ạ? Xin mời chị. Cái bài mới như thế này là nó sẽ nhanh hơn so với bài Ước Gì. Nó tiết tấu nhưng mà nó sẽ đều và nó không có những cái chỗ để bật lên mình nghe rõ cái giọng của Tâm như thế nào. Mà ở đây thì mình cần cái đó. Nhưng mà đối với cái bài này, Trang đã có cái sự tự tin nhiều hơn. Nhưng mình thiếu cái giao lưu với bạn Hùng. Hùng quay qua nhìn miết hả? Tương tác với khán giả là một chuyện, nhưng bỏ bạn trơ trơ một mình tội nghiệp bạn lắm. Nó sẽ không có sự tương tác được giữa cái hát đôi. Cô Hùng Tư, đứng dòm ngoài. Cho bổ sung thêm là okay. Như này nè. Nó có cái diễn biến đó là lúc Lê Trang nhìn sang Quang Hùng thì Quang Hùng không nhìn. Sau đó Quang Hùng trả lại để nhìn Lê Trang. Lê Trang đã xong cái nhịp nhìn rồi thì nhìn khán giả. Là hai chị em cứ như này, không khi nào được gặp nhau gọi là đuổi bắt nhau đó, đuổi hả bắt nhau anh đó. Biết cái bài này là bài gì không anh? Dạ chuyện buồn đó. Mình hát đôi quan trọng là cái sự ăn ý với nhau nữa. Không những là mình ăn ý, nhiều khi mình đúng là mình mới ráp nhau thì mình phải để ý, không phải là ăn ý, lúc đó mình phải để ý để không thôi nó không có một cái sự đồng điệu, không có cái nhịp với nhau, đúng không? Còn Hùng á thì giống như có cái nhận xét của tất cả mọi người thì nó đỡ hơn. Cảm thấy nó đỡ hơn, em không hát sắc nét như lúc cái bài đầu tiên. Nó đỡ hơn nhưng mà nó vẫn chưa có ra Phan Mạnh Quỳnh lắm, hiểu không? Tất cả em không có độ ngân đuôi, em cắt hẳn luôn. Đô, lâu, đô. Rung nhẹ chút xíu nó quay ra nó mềm. Anh chỉ cho em về em lấy một cái đồ nặng. Khi em thả nó xuống, nó có cái độ dội lên. Dội lên vậy rồi nó từ từ nó mới đứng yên, đúng không? Thì của em là rớt cái chạch đã dính vậy luôn đó, em hiểu không? Còn em buông một cái xuống đó thì cái giọng Mạnh Quỳnh nó vậy nè, thấy không? Đó nó là vậy nè, nhớ nha. Vâng, cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo rất nhiều và cảm ơn hai thí sinh của chúng ta. Chúc mừng các bạn.
mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa. Mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu. Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em là vẫn khát khao được yêu mãi thế. Giờ mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Một lời sẽ mãi bên nhau. Và em sẽ nhìn anh và hát. Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào khát khao được yêu mãi thế. Dù mây đánh đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ xa xa. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn anh một lời sẽ mãi bên nhau. Và em sẽ nhìn anh và hát. Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào ơi. Hài lòng chưa? Em mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần diễn thì anh có lời khen Thanh Mộng á. Em có đặt để cảm xúc của mình vào trong cái bài này. Từng cái đi đứng hoặc là em nhìn cái người bạn của mình á, em cũng thể hiện được cái tâm trạng đó. Khen em một lần nữa là em là cái tên Thanh Mộng. Một cái giấc mơ đẹp, một giấc mơ màu xanh giống như là cái chiếc áo em mặc hôm nay á. Không biết vô tình hay hữu ý mà rất giống với chiếc áo màu xanh của chị Minh Tuyết cũng mặc luôn. Thì anh cũng mong là với ngoại hình nè, với chất giọng mình đã có, thì mình đào sâu và tìm tòi hơn, thì anh nghĩ rằng là em sẽ thành công hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Nói thật với các bạn như thế này, riêng bé gái Thanh Mộng đó, em vẫn bị đại chữ nhiều quá. Một cái gì đó mà nó lố hơn cái hay một tí, gọi là sến. Bây giờ thí dụ nhiêu đó là hay,
chứ mình ráng mình bẻ, mình cong, mình uốn lượn, mình tô đậm nó thêm tí gọi là xến. Bộ đồ sang trọng như đó gọi là đẹp, cái ráng gắn thêm cái hộp, cái bông, cái chuỗi, cái lông vô, cái bắt đầu ra xến. Xến nó là một cái trạng thái là nó quá so với cái chuẩn. Thì hiện nay mình đang bị cái vấn đề xến ở đây đó. Có nghĩa là cái nốt của em bé nó nhiều tới mức độ mà nghe nó bị sướt mướt quá. Cái thứ hai là em bớt đi cái độ bén của Minh Tuyết rồi. Phát âm ra âm thanh phải nằm ngoài này cho nó cắt da cắt thịt, nghe nó mới đã. Anh nghĩ là bài này do cái tông á, đúng không? Tông phải... này nó có giống tông của chị không vậy? Hay là thấp hơn vậy? Thấp hơn một tí. Thấp hơn phải không? Đó. Hèn chi chị nghĩ là như vậy. Cục cái đấy. Tông bị thấp cho em gái. Bây giờ nói về ông Nam, thật sự ra giọng em không phải là một giọng hát dở. Em hiểu nói không? Em cũng là người hát tốt. Nhưng mà để hóa thân thành anh Bằng Kiều thì phải nghiên cứu thật kỹ nha em trai. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Tuyết không góp ý nữa mà Tuyết xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Phải yêu thích giọng hát của Bằng Kiều và Minh Tuyết thì hai bạn mới bắt chước. Và đó là một cái niềm vinh hạnh của Minh Tuyết. Cảm ơn hai bạn đã cho Minh Tuyết những tiết mục gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm giữa Minh Tuyết với Bằng Kiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chia sẻ của ca sĩ Minh Tuyết. Và bây giờ hai em chờ đợi kết quả nha. Không biết giờ này ở một phương trời xa lạ, anh có còn nhớ đến em không? Anh có còn nhớ đến người con gái đã từng yêu anh một thời, yêu anh say đắm. Nhưng có lẽ số phận đã không cho phép chúng mình được ở bên cạnh nhau. Nhưng lúc nào em cũng mong anh và người anh yêu sẽ hạnh phúc trọn đời và vĩnh viễn. Duyên dáng. Đêm buồn nghe mưa ngoài hiên, mưa trên bên trên tình duyên, lòng dâng bao nỗi niềm. Nhớ anh tình ấy xa mù khơi, nhưng chiều xưa em nghẹn lời, tình sâu chơi vơi. Người biết không người ơi, nhưng lệ rơi tuôn nhạt nhỏ muôn khắp lối. Yêu thương bên anh khung trời nào, bao trong xanh em tìm đâu ngày xưa úa màu. Hát lên lời ca trong màn đêm, hay tình xưa bao dịu êm, bờ môi nào rất mềm. Nhớ anh nhiều hơn bao ngày qua, khi tình ta muôn trùng xa, mịt mùng phong ba. Người biết không người ơi, nhưng lệ rơi con tim nghẹn ngào, anh có biết xa nhau bao lâu mà biết trong ngày sâu tình đậm sâu. Mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có lạnh lùng, dù em đã ngàn lần cố quên. Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Phương xa mịt mờ người biết không, bây giờ em sống cho qua những ngày vắng anh. Sống bên một người
trái tim. Hay quá Mộng ơi Mộng. Trời bữa nay giờ mới biết là chị Minh Tuyết chứ có một cái chiêu mà chị hát mà chiếc cái chồng hở mới về qua mà chị hát được. Tức là bình thường vẫn biết chỉ có cái động tác đó, nhưng mà bữa nay qua cái sự tô đậm của em đó, đúng, thì em mới hiểu rõ cái động tác đó nó như thế nào. Chị, bộ ngồi vậy hát là hát cao hơn hả chị? Dù không, bình thường thà đứng hát hoặc là ngồi lên một cái ghế này đó hát, còn chỉ cứ vậy. Bữa đó bị đau bụng, trời ơi. Thành ơi Thành, đó thì bây giờ người ta tô hơi lố hơn chút, Thành vừa lòng không? Thí sinh nè, làm hài lòng Thành, cái nào cũng tô đậm. Tôi không biết nha, tôi bình bất chấp à. Có duyên, có quyền. Với anh hồi nãy nó vẫn là trong chừng mực, nhưng mà nãy anh giá như em chỉ làm hai lần thì nó hay. Thì bởi vì ta muốn làm đậm hơn mà. Ba, sao mà sống lần. Sao cho vừa lòng anh Trấn Thành. Bây giờ không, không, mà. Đậm nhưng mà đừng có lặp lại. Đậm là khi mình làm cái gì đó nó phải rõ nét hơn cái bình thường một chút, để người ta nhận ra nó dễ dàng hơn. Ví dụ như nếu mà chị Minh Tuyết ở ngoài đời thì chị chỉ ngồi tới đây thôi, em có thể ngồi sâu hơn tí, em có thể chồng hổm hơn tí được. Tại vì làm như vậy người ta sẽ cảm thấy nó thú vị hơn. Đó là cái tính giải trí. Nhưng hãy để những cái chỗ nào mà cao nhất, nội tâm nhất, đậm nhất, em làm một hai cái ra người ta sẽ nhưng cười. Mà nhiều khi chị Tuyết chỗ nào chị cũng gằn hết trơn á Thành ơi. Em thi vô đâu ngang ngược à? Bình dịch thí sinh của ta thôi. Bây giờ cái việc khó quá làm sao thí sinh ta thi? Đó là cái mà em phải chọn lọc. Mình tôi đề nghị chương trình 21 không được quyền lấy ban giám khảo ra làm. Thí sinh bắt chước à. Mà tôi nói thiệt nghe, tôi là thương nhất em là cái đoạn độc thoại lúc đầu bước ra. Độc thoại là tôi biết Minh Tuyết liền. Trong trái tim này tất cả trời mưa. Trời ơi tôi thích dễ sợ thích. Em rất giải trí. Thành mà bên này không đồng ý. Không, không giống, không giống Tuyết. Tôi thấy không. Nhưng mà bây giờ khen nhiều phải nói góp ý. Giọng bữa nay bị đục, có bị bệnh gì không? Dạ cũng đang có bệnh. Anh nghe hôm nay thấy giọng em có vấn đề. Những ngày trước em hát trong hơn, nhưng mà phong cách hôm nay là cưng lắm. Trò cưng. Cảm ơn Trấn Thành. Phần trình diễn này của Thanh Mộng á là anh rất là tâm đắc. Anh mong chờ phần trình diễn này nhất. Trong đêm nay có rất là nhiều những cái đoạn diễn của em đưa mic lên cao, sau đó ngắt mic nữa. Những cái nhún cũng rất là mang màu sắc giải trí. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Thiệt hoang mang. Tiếc diễn bài này có khụy quá lố vậy không? Trả lời. Có xe qua có hỏi chứ. Ủa bộ mày nhúng nhiều vậy hả? Bà tôi nói thiệt nha, chị chắc là Minh Tuyết mang guốc tốt lắm á. Bà mang mấy guốc giỡn đâu chịu lời bà. Bà khụy cỡ này mà nó gãy cái là nó té cỡ này rồi. Đúng không? Hồi nãy có quay qua hỏi. Cái đó là có nhưng mà nhiều quá với lại khụy quá sâu. Nhưng mà người ta vẫn không té mới hay. Thì biết nhưng dạ. Mà về phong cách á thì em có giống chị Tuyết nhiều hơn mọi lần. Hát cái bài này có ngâm cứu gì đó chị không biết, nhưng chị đang nhắc em một cái cẩn trọng nè. Khi em diễn em hát, nhiều khi em kéo cái mặt ở đây rồi cái micro nó nằm ở đây nè, thì em bị cái vấn đề đó rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà hôm nay về hình thức bên ngoài, những cái diễn của em tương đối có chị Tuyết nhiều hơn những lần trước. Chúc mừng tiết mục của Mộng. Dạ, cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Rồi bây giờ trả lời giùm em đi chị Tuyết. Xin mời chính chủ. Em mời chị lên đây. Thôi bữa nay người ta bận cái đầm dài, có nhúng có không nhúng được như cái đầm. Nếu vậy giờ này anh nhờ Khả Như. Thôi đừng có khích tôi. Khả Như sẽ tái hiện lại hình ảnh của chị. Thật người anh tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của em Như nha. Đừng có hại em được. Dạ cho em xin phần điệp khúc thôi ạ. Yêu một người mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có anh lâu, dù em đang có quen. Đau lắm cho em anh nào biết. Cảm ơn Mộng, cảm ơn em, cảm ơn. Cảm ơn Mộng. Dạ, sao anh Thành? Minh Tuyết có làm gì đi chăng nữa cũng không lau nhà như. Tôi chưa từng thấy một MC nữ nào mà chà lết như vậy. Đó là hình ảnh của chị Minh Tuyết qua phần thể hiện của Khả Như. Chị Minh Tuyết, chị đợi đi, em mà thuộc bài của chị là chị chết với em. Như tuần sau. Tuần sau anh giao bài tập cho em luôn, tuần sau em là Tuyết. Tuần sau em sẽ là Minh Tuyết. Yes. Anh nghĩ hấp cứu em vậy trơn vậy. Bây giờ bạn Chánh. Giờ nghe bạn Chánh nói nè. Mời bạn Chánh. Đầu tiên là chị phải nói rằng là khi em bước ra em bận cái đầm chị hết hồn. Rất là khen cho bên chương trình cũng như là những stylist. Dạ thật ra chị ơi, trợ lý của chị đã lén lén lấy cái đầm của chị đưa cho Mộng mặt đó. Chị còn tưởng ủa chết cha sao cái đầm mình nằm lọt về đây vậy trời. Không chừng mà trợ lý mà bán rồi đó. Đó bởi vậy nghi ngờ quá, lát về lục lại cái tủ nhà mới được. Thiệt luôn á, giống thiệt. Cái hình tượng của em ngày hôm nay phải nói là giống nhất từ hồi đầu chương trình
tới bây giờ. Điều thứ hai chị khen ở em là chị cứ nói với em là bớt ủy mị đi. Thì hôm nay em có làm được điều đó. Nhưng còn cái phần hồn á và cái cách ngắt câu ngắt chữ thì em chưa có được hoàn hảo lắm. Còn về nói phần biểu diễn thì thật sự đối với chị là em có những cái động tác của chị và có sự nghiên cứu trong đó. Nhưng cái điều là em làm lố với anh Trấn Thành thì chị nghĩ là nếu một bài mà chị nhúng nhiều như em như vậy chắc chị không có hơi chị ạ. Chị nghĩ là nếu như mà nhúng mà không sâu được như chị Tuyết thì hãy nằm như Như, sẽ được cái sự yêu thương. Đó là cái giải hy sinh đúng không ạ chị? Không, nhưng mà nói này nghe, quyền lựa chọn là của em thôi. Anh vẫn không có muốn là thí sinh làm quá. Cái đó anh nói thiệt, anh cũng rất là dị ứng là thí sinh nào chỉ lấy một cái động tác. Chị Ly chỉ trợn mắt lên kìa thằng. Nó bất nhất giữa cái câu trước và cái câu sau. Nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Làm quá là có nghĩa là làm cho nó không có còn ra cái đó nữa. Nhưng anh vẫn đồng ý là làm đậm, đậm hơn tí. Từ đậm thì chính xác. Nhúng cho nó đã hơn tí. Khi ta nhìn thấy mình tiếc nè, coi nó đã mắt. Anh vẫn giữ quan điểm đó. Chốt lại, ngày hôm nay chị thấy em tiến bộ hơn rất là nhiều so với những vòng trước. Sợ lắm khi yêu ai tiếng sau khờ. Sợ lắm tình chưa thấy đã vui vậy. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chị ơi em. Sợ lắm câu mong chờ tình hưng mơ. Giờ lắm từng đêm tới ước bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Sách vai trên con đường dài, mình riêng nhau qua bao đường đời gian khó. Có anh và em, rồi đâu sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Dòng đời trôi, ta vẫn yêu nhau mãi mà thôi. Dòng đời trôi, ta vẫn yêu nhau mãi mà mắt lệ hoen mờ. Lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, về tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung trên con đường dáng dở, mình đã gieo neo qua chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yên. Vì mấy khi yêu mà chẳng được người yêu.
không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Mình yêu nhau qua bao đường đầy gian khó, có anh và em rồi đông sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta quyền sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi thăng trầm khi buông phòng, nhiều lúc trời đã là một bản liên khúc với hai bài hát Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau. Thưa quý vị, lần đầu thấy Quang Lê nhảy trên sân khấu mà nào giờ hát có nhảy giờ chưa em? Dạ chưa bây giờ. Dạ. Anh Quang Lê cũng vậy đó. Anh Quang Lê mà anh thấy cái người hóa thân của anh mà nhảy như vậy chắc anh cũng sẽ cố gắng để mà nhảy như vậy luôn á. Thôi đừng. Sao vậy anh? Quang Lê cứ hát thôi chứ nhảy mệt lắm. Thôi cứ nhảy thì để tiếc lo. Đúng ha. Rồi, Quang Lê thiệt mà nhảy trời té một cái là không biết ai ra đỡ nữa. Tiến Huy, bạn chưa có thật sự là xuất sắc trong phần trình diễn này, nhưng mà Thành cũng ghi nhận sự cố gắng của bạn. Có vài chỗ bạn hát cũng rất là giống Quang Lê, nhưng mà nó không có được ổn định. Còn riêng với bạn Thanh Mồng, một sự bứt phá. Hôm nay bạn làm tôi phấn khích, tôi nhảy nhót điên cuồng, tôi quên cả chính mình, tôi vỗ tay phạt phạt. Có những đoạn bạn làm quá là cưng. Hôm nay giọng hát bạn khỏe, vang, sáng. Và đúng, bạn có luyện tập. Hôm nay bạn đã có những cái độ ngân giống chị Tuyết, mặc dù chưa hoàn chỉnh, nhưng cái điều đó tôi đang chờ đợi bạn ở những vòng như chung kết chẳng hạn. Một lời hứa hẹn tuyệt vời. Tôi mê cái đoạn mà báo bấu cái lỗ tai này nè. Cái đó là Minh Tuyết hay hát báo bấu lỗ tai, tôi không biết là do nghe headphone hay là nhiều khi ngứa gãi. Xin hỏi chủ nhân. Nghe đó, cái hộp xoàng nặng của nó triệu xuống. Có cái vụ báu báu này tôi chịu đó. Thật sự là cái vụ báu báu là có một lần Tuyết có nói về Tuấn Hưng đó. Là về Tuyết với Tuấn Hưng đều đeo cái headset đằng sau lưng, là cái máy để nghe cho nó rõ đó. Đôi lúc mình phải chỉnh sửa chút xíu nên hay báu báu. Cũng nhiều khi đôi lúc hộp xoàng nó cũng nặng nên cũng phải... Nói là vậy chị Tuyết là khó đoán lắm không? Đôi khi những cái động tác như thế á, mấy em không có hiểu, giống như Tuấn Hưng cứ không hiểu, cứ là cái mò mò gì đây rồi. Vậy là thực ra là mấy cái máy đó nó hại, mấy em tưởng là cái phong cách của mấy đứa đó thì tình. Nhưng mà nhờ vậy có cái người ta làm đúng không? Nhưng mà có nghĩa là các em có sự nghiên cứu. Đó, yeah. Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Không? Chị Tuyết, ví dụ như là bạn Mộng á, bạn hát cái bài mà Yêu Mãi Ngàn Năm là bài của chị rồi, cho nên bạn ấy là dễ thể hiện đúng cái giọng của chị. Nhưng mà khi qua hát cái bài mà Đừng Nói Xa Nhau của Quang Lê thì đúng là hơi khó thiệt. Không, dạ. Thực sự là mọi người không biết vì hai bài hát này chị và đều Quang Lê đều đã hát rồi. Dạ vậy thì bây giờ mời chị Tuyết hát thử một đoạn trong bài Đừng Nói Xa Nhau được dạ, không ạ? Dạ xin mời chị. Trời ơi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ.
Dạ. Thật sự là nói thiệt là nắm thở mười thì gặp Quang Lê mới hát bài này nên không có nhớ lời. Nhưng mà thế này, đối với chị á, thì chị lại thấy rằng là cái bài Đừng Nói Xa Nhau em hát á, lại có phần giống chị. Mà cái bài đầu tiên á, nhất là cái đoạn đầu vào á, chị đã nói em từ cái vòng đầu rồi. Có thể là chị sẽ khó hơn những người khác bởi vì chị biết như thế nào. Khi mà em hát bắt chước chị, đừng có quá ủy mị. Nó chỉ đôi lúc chị hay luyến ra những cái đuôi thôi. Nhưng mà nguyên cái câu nó không phải là quá ủy mị. Cho nên nếu em làm quá ủy mị, bản thân chị nghe chị thấy nó hơi khó chịu. Em hiểu không? Nên ví dụ như là em hát là sơn lắm khi yêu ai tìm dại khờ, sơn lắm tình chữ thái đã vội bay. Chứ nó không phải là sơn lắm khi yêu ai. Nó em hơi bị ủy mị quá, nhưng mà em có những cái ngân và những cái âm sắc nó giống chị, cho nên em chỉ cần tiết chế cái chỗ đó thôi, đúng không? Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi ai. Có là chị luyến cái đuôi nhẹ nhàng, em chỉ cần tiết chế cái đó thôi thì em sẽ giống chị rất là nhiều ha. Cho nên rất là mong em hiểu được những gì mà chị thực tập cho em hồi nãy giờ, để em có cơ hội vào vòng trong mà em làm tốt hơn và giống hơn. Bởi vì không có gì sung sướng bằng khi mình ngồi ở dưới đây mà lại có một người thần tượng mình đứng trên đó hát giống mình và diễn giống mình. Dạ, yeah. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất là nhiều ạ. Vâng ạ, còn cho chị nói chút xíu về Quang Lê. Không biết em có tròn lên hơn tí xíu vòng trước không ạ? Em có ăn giò heo chiên giòn rồi giám khảo. Lúc lúc mới thi về thì không được chọn, thì em có đi tập gym xong rồi được vé chọn của chương trình thì mừng quá em ăn lại vậy. Thấy thương ghê không? Chị nhìn em giống Quang Lê dễ sợ, nhất là cái lúc mà em nhảy em te cái tay vậy nè. Cho nên là chị rất là khen về cái phong cách của em ngày hôm nay, rất là giống Quang Lê. Chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Giám khảo Nội Tâm, sao ạ? Anh cảm thấy như thế nào ạ? Hai cái bài này, Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau, ban đầu vào thực sự là cái phần này là cái phần không gian của Thanh Mộng rất là nhiều. Những cái động tác hình thể về mặt biểu cảm của em có sự nghiên cứu và cũng có sự cố gắng. Tuy nhiên là trong cái đoạn đầu mà Yêu Mãi Ngàn Năm thì nó vẫn chưa thực sự ra như là anh mong đợi lắm. Vì anh quan sát cô Minh Tuyết rất là nhiều qua những cái CD hoặc là những cái phần biểu diễn của cổ. Cổ sẽ rất quyến rũ một cách khác khỏi, chứ không ủy mị nha. Nó có độ da diết và nó rất là đã. Như cho chị mượn cái kẹp, chị kẹp cái lỗ mũi chị lại như... Sao vậy chị? Nó bị sao vậy chị? Chị nở quá em. Dạ. Thanh Mộng, anh mong là nếu như mình thả hồn hơn một chút xíu thì nó sẽ làm trọn vẹn hơn và da diết hơn. Anh làm việc với chị Minh Tuyết nhiều lần rồi, và trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca á, là chị huấn luyện cho các học trò của mình á, những cái tâm trạng á, từng câu gọi là min từng chữ từng câu á, thì chị hầu như thức đến 12 giờ đêm ở lại sân khấu để chỉ có những cái đoạn diễn xuất rất nhỏ trong bài hát. Và anh cũng thức cùng với chị tại sân khấu cho nên là thấy rất là vất vả. À, sao thức cùng luôn hả? À không, có nghĩa là mình ở lại sân khấu cùng nhau. Thành cái là ở lại cùng nhau luôn hả? Với ekip, với học trò. Hết hồn. Bí gai. Mà cái vấn đề là ekip có hai người ha. Anh thấy MC Đại Nghĩa hôm nay đơm đặc rất nhiều. Dạ thôi em trở lên. Anh Nghĩa, anh có thể vào trong nghỉ ngơi. Anh Nam kêu nghỉ. Em lên đây đi đi em. Em khổ quá. Đừng có đứng dưới đó. Đứng dưới đó người ta dễ so sánh mình với Minh Tuyết lắm nha. Còn về phần Quang Lê thì những cái diễn xuất của em hoặc là về cái hình thể này kia thì nó khiến anh liên tưởng tới Quang Lê. Tuy nhiên là về giọng hát thì anh chưa thấy là Quang Lê đang hiện diện ở bài hát này nhiều. Cho nên là anh mong đợi là nếu như em được vào vòng sau thì em sẽ thể hiện nhiều hơn nữa. Yeah.
chân nhịp nhàng. Ta bên nhau hay cất tiếng cười ca vang, tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhàng. Niềm mang hoa trong vũ khúc thần tiên, trao cho nhau giây phút tiên yêu nồng nàn, trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan, xua tan đi bao nỗi âu lo buồn phiền. Hãy đắm mình trong vũ khúc thần tiên. Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi, gửi vào đời niềm thương mến trong nụ cười, hân hoan vui trong những bước chân tuyệt vời. Chân nhịp nhàng, ta bên nhau hay cất tiếng cười ca vang, tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhàng, mình mang hòa trong vũ khúc thần tiên. Chân nhịp nhàng, ta bên nhau hay cất tiếng cười ca vang, tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhàng, mình mang hòa trong vũ khúc thần tiên. Trao cho nhau giây phút tiên yêu nồng nàn, trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan, xua tan đi bao nỗi âu lo muộn phiền. Hãy đắm mình trong vũ khúc thần tiên. Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi, gửi vào đời niềm thương mến trong nụ cười, hân hoan vui trong những bước chân tuyệt vời. Và đây là Văn Phong. Wow, nhiệt quá em ơi, em đầu tư quá, y chang bản gốc. Ủa bản gốc Tuấn Hưng bận dạ, vậy hả? Dạ vâng, y chang bản gốc không khác cái gì. Bận lại đồ Tuấn Hưng mà tôi dòm giống tài Smile quá. Trời ơi, ông ra ông nhảy mà tôi thấy hài muốn chết. Nó cười muốn xỉu. Mà nó mắc cười lắm đó. Trời ơi, nó dễ thương lắm luôn á, thiệt á. Nhưng mà anh này, bài này ca không giống anh Hưng. Bài này em bị là em. À, chỉ có cái là cái tiết tấu em tốt nên mọi người hân hoan theo. Và có những đoạn em lên cao thì em đẩy hơi ra. Khi khẩu hình em to thì lúc những cái âm vang nó ra thì giống anh Hưng. Nhưng bắt đầu những cái chữ mà những cái nhấn nhá của anh Hưng mất hết trơn. Nó bị giống như vui quá đó, mình quên tập trung. Ví dụ như em hát là vui đêm nay. Em là vui đêm nay ta la pa pa la pa 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 la pa 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 pa. Đúng không? Còn nếu anh Hưng nghe anh sẽ như là vui đêm nay, vui đêm, vui đêm. Là hai cái nó đi liền. Rồi mấy nay vui đêm nay, chứ anh không phải là vui đêm nay, không phải là ba chữ rời mà là vui đêm
Ví dụ vậy, và anh hay một chữ đầy, một chữ vuốt vô. Em làm mọi thứ nó đều đặn quá đó, nên không có những cái điểm nhấn nào ngoài cái chuyện lâu lâu mình cái đó thì gọi là có chiêu đừng tí, nó cho người ta giật mình hết hồn, nghe cho nó vui. Nhưng những cái điểm nhấn để mà người ta wow về Tuấn Hưng thì lại chưa có. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Điều ngày hôm nay mà chị thấy được ở em là ở trong em có cái bước nhảy. Có những người á, họ có cái nhịp ở trong người, họ có khiếu để nhảy, thì chị thấy em có cái điều đó ở trong em. Và hôm nay chị cũng thấy em có phần gọi là tự tin nhiều, tự tin nhiều hơn và thoải mái cười nhiều hơn ở trong cái phần trình diễn. Nhưng mà đúng là nếu như mà em có chút xíu phá cách ở trong cái bài em hát thì nó sẽ đỡ bị hơi gọi là boring đó. Nhưng mà nó đều đặn quá, người ta nó bị đều chán. Đặn quá, chắc tại anh sống nội tâm cho nên anh có phần dễ dãi hơn. Thật sự là anh rất là feel theo cái phần trình diễn vừa rồi của em. Và vì đêm nay là đêm dạ vũ, ý đồ của chương trình là lồng vào những cái điệu nhảy, những cái chất nhạc nó hơi nhộn nhàng một chút xíu để cho có thể khuấy động hơn. Nó một là nhộn nhịp hay là rộn ràng, chứ có nhộn nhàng là cái từ nào vậy anh? Không, từ nhộn nhàng này có và cũng đã có nhiều người xài rồi. Nhộn nhàng. Đúng rồi. Nhộn nhàng. Nhộn là nhộn nhịp mà nhàng là nhàng. Nó kết hợp giữa nhịp nhàng á và nhộn nhịp á. Đó. Ba nhộn. Đó, nói chung em rất là nhộn nhàng nha. Đừng thích ăn hiếp anh Nam. Một tràng pháo tay dành cho sự nhộn nhàng. Cái đó gọi là cách phối kết hợp trong ngôn ngữ. Ngồi em đàn rồi sau đó em quăng nón, sau đó em quăng mắt kiến, và từ đầu đến giờ thì hình như là anh chưa được xem, mọi người cũng chưa được thấy những cái bước nhảy của em đúng không? Chủ yếu là thấy em hát những cái bản rất là lịch lãm của Tuấn Hưng, hoặc là cao trào giằng xé gì đó. Thực sự là anh rất là bất ngờ khi mà em cùng phối hợp với Vũ Đoàn và có những cái bước nhảy rất là dễ thương. Có những cái thái độ của em trong cái phần trình diễn á, tức là nó rất là khớp với những cái câu nhạc và xem nó rất là vừa vặn luôn. Anh rất là thích nhóm nhảy xung quanh mặc đồ cây lá dừa chim cò rất là nhiều màu sắc, nhưng mà anh vẫn không để ý, cứ để ý những cái bước nhảy của em rất là không khí của một cái buổi vũ hội, một cái đêm thần tiên như vậy đó, và anh rất là thích, thật sự là như vậy. Một đôi qua gánh tranh vai luôn còn thôi xuôi ngựa, đôi ngựa ôm nắng giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ. Gánh dâu đôi đồng xanh và tươi, tiếng sao con người ngày trăng lo, có khi mưa về khu vườn bao la, nhà mây lá sáng nay không còn gồng gánh nữa. Ôi niềm vui đã đến rồi, nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa. Đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân, một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngựa, đôi mưa ôm nắng thân cuối nơi hè phố, một đôi cao sớm hôm giờ đây tôi làm mơ. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười, muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em, nhìn em lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều, chợt trái tim anh ấm thêm bao niềm vui. Bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đời, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra giật nhớ em. Làm sao để anh giữ những em đêm ngọt ngào bên em, làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương.
thế này nhẹ nhàng hôm đôi vai này, hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình luôn ấm áp. Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng hôm đôi vai anh gầy, hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim mình. Để trái tim một đôi vòng cánh trên vai lưng còn thôi xuôi ngựa đôi mưa ông nắng thân coi nơi hẹp vỡ, một đôi vòng cánh trên vai còn còn sao sông xanh giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm đôi vai em gầy, hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim. Một đôi quang cánh trên vai lưng còn thôi xuôi ngựa đôi mưa ông nắng thân coi nơi hè phố, một đôi quang cánh trên vai lưng còn rau rau xanh giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Một đôi quang cánh trên vai lưng còn thôi xuôi ngựa đôi mưa ông nắng thân coi nơi hè phố, một đôi quang cánh trên vai không còn rau rau xanh giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Thưa quý vị, phần mở màn với bốn chàng trai thật sôi động. Không biết rằng bây giờ thì các vị giám khảo đã nghe ra ai là thần tượng của các bạn này hay chưa ạ? Đó là Hà Anh Tuấn và Khánh Phương. Wow! Đúng là ca sĩ Khánh Phương và ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và một cái điều rất thú vị đó là chúng ta được nhìn thấy trên sân khấu hình ảnh của Hà Anh Tuấn ở hai giai đoạn. Cái giai đoạn trước khi Hà Anh Tuấn giảm cân trên 100kg và Hà Anh Tuấn của hiện tại đây, làm tôi liên tưởng tới giám khảo Trấn Thành của chúng ta. Trấn Thành thì trước đây hình như nghe đồn cũng trên 100kg rồi cũng cố gắng tập luyện lắm, bây giờ mới có được cái body vậy. Anh Nghĩa, giữa em với anh thì anh nghĩ ai gần với con số 100 hơn? Trời đất ơi, thì nghe đâu hồi đó em cũng vậy nè, đúng không? Hồi đó cái cao nhất của em định điểm là có 76 thôi. 76 lần hả? Thôi bây giờ 76 nó cũng gần với 100 mà mình làm tròn 100 luôn đi nha. Giờ cái xuống xong ba, giờ Nghĩa lên ơi, lại 74 mà. Nghĩa nói sai rồi. Sao chị? Du quan cho người ta, ngày xưa người ta có 76 nhưng trong tương lai người ta sắp 100. Đó. Tôi nhớ tôi cũng đối xử dễ thương với Tuyết lắm mà. Cũng từng đi ăn bistec với Tuyết mà. Rồi những ly chè ai rủ tôi ăn chè phải môn đẩy vô bốn chén giữa đêm cho tôi mệt. Ai? Rồi bây giờ mỉa mai xỉa xôi. Tôi không biết rằng chị Minh Tuyết có mời Thành bốn ly chè khoai môn hay không, nhưng mà tôi từng tận mắt nhìn thấy trợ lý của Trấn Thành mang tới một hộp chè khoai môn, khoai bắp, khoai mỡ gì đó không biết, mà có chan nước dừa bên trên nữa vào lúc nửa đêm. Anh vừa phải đó, chè mà chè phải mở, ai mà nấu thiệt á. Ai mà biết được em. Bữa đó có mời tôi ăn mà tôi kiên quyết tôi từ chối, tôi gạt ra, tránh xa tôi ra. Đó, anh tôi làm Nghĩa gì đó. Ơi, anh không ăn nhưng mà anh đừng có đơm đặt cái chuyện mà chè khoai mỡ, nghe nó sợ sợ sao. Đúng không Như? Cái gì mà chè khoai mỡ? Bởi chè khoai môn nấu với khoai mì. Môn mà môn với mì. Đính chính giùm Thành cho. Có đem cái hộp đó lên đàng hoàng à. Nhưng không phải là chè. Chứ gì chị? Nó là chuối. Gọi chính xác là kem chuối. Nhưng bỏ trong một cái hộp. Sữa tươi dừa, em. Cái dừa nạo em. Cái dừa nạo làm bằng trên. Sữa tươi nữa. Xong rồi nó có đậu phộng rất là nhiều. Và đặc biệt sau đó một cái chị trợ lý chỉ cầm lên một cái bịch nữa. Chị tưởng cái bịch gì? Ai ngờ bịch nước cốt dừa phải chan lên như vậy Thành mới chịu ăn. Dạ. Sau đó Thành có sau mời, có cái mời hộp chị. Kem chuối đó quý vị, cái bà trợ lý đó mới còn đẩy vô tô bún mắm nữa.
Đúng rồi, bữa nay em có ăn. Thưa quý vị, chúng ta đang đến chương trình Ca sĩ thần tượng, không phải chương trình ẩm thực cùng Trấn Thành. Xin mời quay lại với các thí sinh. Dạ, tại bởi vì hôm nay chúng ta thấy có hai hình ảnh của Hà Anh Tuấn với hai thời kỳ, làm tôi liên tưởng tới Trấn Thành cũng như là cái vấn đề ẩm thực của Trấn Thành mà thôi. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các bạn thí sinh của chúng ta đây. Mời bạn số 1 giới thiệu về mình nào. À, mình tên là Lâm Trần Thuận và mình đến từ Cần Thơ. Tiếp theo, mời bạn. Em tên là Lâm Hoàng Đệ, đến từ Cà Mau. Lâm Hoàng Đệ, đến từ Cà Mau. Mời bạn số 3. Vâng, và lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới lại ban giám khảo và các bạn giám khảo ở đây. Có một đêm thật là nhạc thật là ý nghĩa và một lời chúc sức khỏe trân khỏe trọng quá nhất. Rất khỏe. Rất khỏe, rất khỏe. Mình nói tên đi nè. Nghe cái giọng của Đỗ Hộp của em là anh thấy khỏe rồi. Và em tên là Trương Tiến Thành. Em đến từ Khánh Hòa. Tiến Thành đến từ Khánh Hòa, hát giọng của Khánh Phương. Mời bạn số 4. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Võ Ngọc Khánh và em đến từ Đà Nẵng và xin trân chào tất cả mọi người. Và có một điều nữa là em xin bên anh Trấn Thành chút xíu. Có nhiều thể loại ăn cũng không mập, thở mập. Em Trấn Thành là hai loại đó, nên là mọi người đừng có mà đâm anh ấy, tội lắm. Bé trai. Dạ. Em có muốn đi tiếp vào vòng trong hay không? Mà em xếp anh vô cái dòng sản phẩm mà thở cũng mập như em thì cũng ngang ngang nhau đó anh. Ngang cái gì? Em dòm lại bắp tay em đi. Cái bắp tay em bằng cái bắp đùi anh nè. Mà em nói cái gì? Dừng lại trước khi quá muộn em. Được rồi, tới đây chia sẻ, tới đây được rồi anh. Tới đây là được rồi, chị Khải Như mới cứu em một vé đó. Được rồi, được dạ. Rồi. Thôi bây giờ chúng ta hãy vào chuyên môn đi. Vào chuyên môn đi nào. Mời giám khảo Minh Tuyết trước nha. Cái người mà Tuyết nhận ra đầu tiên đó là bạn số 1. Cái giọng bạn hát là Tuyết nhận ra ngay là Hà Anh Tuấn. Và khi đèn sáng lên á thì cái cách ăn bận, cái cách biểu diễn của bạn cũng rất là giống Hà Anh Tuấn. Tại vì Tuyết cũng có gặp Hà Anh Tuấn vài lần, cũng có hát chung một ít show với Hà Anh Tuấn thì. Rồi có thân không chị? Xem thân quen à, quen nhưng mà có thân. Ít ra là trong showbiz cũng có người chị Tuyết chứ ít thân. Không, Tuyết đang thân triển vọng. Rồi sẽ thân. À, anh Tuấn là một người rất là điềm đạm. Có sống nội tâm không dạ. Tuyết? Hoàng Nhật Nam, anh đừng tìm điểm chung nữa. Đó. Dạ, mời chị Tuyết. Cái điểm đầu tiên khi mà đèn sáng là Tuyết thấy là bạn số 1 là cái ấn tượng nhiều nhất đối với Tuyết. Bạn có những cái nốt cao bay giống Hà Anh Tuấn. Tuyết mong muốn là vào cái vòng trong á, bạn hát bài đơn á, thì sẽ nghe được rõ ràng hơn. Bởi vì hát chung thì cái câu mà các bạn hát nó rất là ít, cho nên khó có thể nhận dạng ra được. Xin mời anh giám khảo Hoàng Nhật Nam. Hình như có một cái điểm trùng hợp ở đây là tên của từng bạn. Lâm Trần Thuận ha, Lâm Hoàng Đệ, Trương Tiến Thành, Khánh Võ Ngọc Khánh. Khánh. Và các em đứng trên bốn cái bục này nữa. Và tên thường, cái tên mà ba chữ gợi nhớ tới Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông á. Cứ hả? Quách Phú Thành rồi Lưu Đức Hòa này kia đó. Vì phần lớn là tên ba chữ rất là hay. Đó mà... không, anh không nói tên anh đâu. Chữ là Hoàng Nhật khán giả Nam nói Nam thôi. Đúng không? Chị để cho là Hoàng Nhật Nam à. Từ bà đây cái... tôi sẽ tên là Huỳnh Trấn Thành nha. Anh rất là thích cái không khí mà bốn bạn nam mang lại cho cái tiết mục mở màn tối hôm nay. Và nó rất là hào hứng. Cái phong cách của từng bạn á, rất là manly, rất là nam tính. Ở trong hai bạn Khánh Phương thì bạn Khánh Phương số 3 này á, là em có một cái đạo cụ, một cái vũ khí á, là một cái khăn á. Thì nhắc đến Khánh Phương là ai cũng nhớ đến cái bản hit đầu tay của anh là chiếc khăn gió ấm cả. Rất là mong đợi các bạn sẽ, bốn bạn sẽ thể hiện không những trong giọng hát mà trong phong thái nữa. Hà Anh Tuấn phải như thế nào? Như em thì hơi hiền quá. Hà Anh Tuấn phải chất nghệ hơn trong những cái động tác tay, những cái chỉ, những cái đưa tay như... vẫy 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 như thế này. Và ảnh feel cái bản nhạc á, feel the beat rất là tốt luôn. Thì anh rất mong là những điều đó sẽ được thể hiện trong những cái bản trình diễn tiếp theo. Mời Trấn Thành. Hai bạn Khánh Phương thì hình như là Thành cảm giác là đúng là do các bạn sung quá nên các bạn đẩy năng lượng ra quá nhiều. Đẩy lửa nhiều quá nhiều khi nó khét đồ ăn. Thành thử ra là tất cả mọi cái cũng quy về ẩm thực. Yeah. Phải về ẩm thực thôi. Nói chung là các bạn dặn lửa lại cho một tí. Về hai anh Hà Anh Tuấn, thật ra khi mà đèn tắt tôi thấy cái bóng dáng bạn thôi tôi nói Hà Anh Tuấn luôn. Tại vì cái mái tóc xẻ qua bên này, cái áo, cái cách dáng đứng của bạn là hoàn toàn là Hà Anh Tuấn luôn. Và riêng bạn bên này Hà Anh Tuấn mà phiên bản F1 trước giảm cân đó thì thật sự ra chưa giống lắm bằng bạn này. Nhưng mà cái tiềm năng của em rất là cao. Chuyển từ bài này lên tông rồi lại xuống tông. Mà cái đoạn lên tông rất cao, em Nam lĩnh sướng lên quãng 8 rất tốt luôn. Nên anh hy vọng cái bài đơn em sẽ làm tốt.
mai em đi, biết nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ. Sỏi đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi, trời ơi, biết nhớ em quay về nguồn. Gọi chung sương gió ngập hồn, bàn tay trắng gió mưa xa. Ngày mai em đi, thành phố mẫn đêm đèn vàng. Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ. Đàn đêm cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu. Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đâu, mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho em. Tình trái ngang nên tình lỡ xuyên tình. Thì thôi anh quên, anh quên chuyện xưa cho anh cho em. Để một người vui vỡ nhau thì thôi. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm. Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tình xa. Ngày mai em đi, thành phố mẫn đêm đèn vàng. Nửa bóng xuân quang ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Giờ những thứ xưa xin trở cho anh. Trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Em đi đường anh đi, anh đi kỷ niệm ngồi theo tháng ngày. Ngày mai em đi, thành phố mẫn đêm đèn vàng. Nửa bóng xuân quang ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Đường em đi, em đi quá tuyệt vời.
Có thể nói rằng một tiết mục mở màn quá ấn tượng đi. Tôi thấy rằng các vị giám khảo đã đứng lên hết. Và cũng thật là khó để mình có thể hình dung được rằng hai dòng nhạc này có thể kết hợp lại được với nhau. Một bài là của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Biển Nhớ, rồi một bài là của nhạc sĩ Tú Nhi, Đoạn Cuối Tình Yêu. Hai dòng nhạc ngỡ là không có một điểm tương đồng nào cả, nhưng mà phải nói rằng qua bàn tay của giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Minh Vi đã khéo léo kết hợp tạo thành một cái bản liên khúc cực kỳ hay, vô cùng ấn tượng. Và một tràng pháo tay nữa ạ. Không biết rằng các vị giám khảo ở đây có nhận ra được rằng các thí sinh của chúng ta đang hóa thân thành ca sĩ nào hay không ạ? Chỉ đi, chỉ từng người đi, giám khảo sẽ nói cho. Dạ, ví dụ như anh đẹp trai này. Quang Dũng. Wow. Chị áo dài tím. Tâm Đơn. Còn chị này. Khánh Ly. Và anh chàng này. Mạnh Quân. Trời ơi. Trời ơi, Như ơi, anh tính làm khó giám khảo chút xíu mà các bộ không được. Bởi vì các bạn ấy hát quá giống đúng không ạ? Và trong từng phần trình diễn, các vị giám khảo có nhận xét hay có góp ý cho các bạn như thế nào hay không? Mời Trấn Thành trước nha. Các bạn vừa tạo ra một cái lịch sử nho nhỏ cho chính bản thân mình. Và bản thân khán giả và cả bốn vị giám khảo ở đây cũng vừa cảm thấy thổn thức vô cùng vì cái cách kết hợp âm nhạc này rất là hay, tinh tế. Cả bốn bạn thật sự gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ vòng đầu. Các bạn có những cái nó rất là giống cho nên nó mới khiến cho chúng tôi phấn khích. Nhưng có lẽ một bạn trong đây khiến cho Minh Tuyết với lại Trấn Thành là coi như đứng ngồi không yên. Điên là biết ai à, bởi vì ít có người hát thể hiện cái thần tượng này. Đó là bạn Tâm Đoan. Mời giám khảo Minh Tuyết trình bày về cảm xúc thăng hoa của mình lúc nãy. Thực sự là tại vì Tâm Đoan là bạn thân của chị, cho nên chị rất là rành về Tâm Đoan. Và chị đi hát trong suốt cả một thời gian từ ngày gặp Tâm Đoan cũng như nghe nhạc Tâm Đoan cho tới bây giờ, chị chưa bao giờ thấy ai bắt chước Tâm Đoan cả và hát giống Tâm Đoan cả. Mà ngày hôm nay em là người đầu tiên giống dễ sợ, bởi vì cái giọng Tâm Đoan rất là khó bắt chước, vì giọng Tâm Đoan rất là thấp và rất là trầm. Khi Tâm Đoan hát thì cái khẩu hình Tâm Đoan không có mở to và rộng. Cái chữ của Tâm Đoan có nhiều nhiều cái chữ đó phải ém lại một chút xíu. Và em đã làm được cái điều đó đến nỗi mà chị cuốn lên mà chị quên cả cái sắc đẹp của chị, là chị nhảy lên. Thường chỉ là điệu. Và chị nghĩ rằng là nếu mà Tâm Đoan xem chương trình này thì chắc là Tâm Đoan so happy, sẽ rất là vui, bởi vì đã có một người đã yêu mình tới mức độ mà hát giống mình 100% như vậy. Chúc mừng em. Cái cảm xúc của tôi cùng với những giám khảo khác nó tăng tiến từ từ như sau. Đầu tiên là một giọng ca, nhưng mà tôi với Minh Tuyết cũng đang băn khoăn là không biết là Khánh Ly hay là Hoàng Oanh, vì nó pha pha giống như là một sự cộng hưởng của Khánh Ly và Hoàng Oanh vậy đó. Sau đó là tiếp theo là Quang Dũng, thì cái vóc dáng trong cái bộ vest trắng cao ráo và những cái cử chỉ rất rất là giống về chất giọng trầm ấm. Thì tiếp theo nữa là chúng tôi là bị knock out ngay bởi cô Tâm Đoan. Sau cái ánh sáng ngược đó đó, thì cái vóc dáng nè, Tâm Đoan có một cái mái tóc rất là mượt và hay xẻ ra một bên đúng không ạ? À? Đó, với cái khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, nét đẹp của Thúy Vân đó đó. Thơ luôn nha. Là y hệt luôn. Bữa nay đạo diễn đẩy tới truyện Kiều rồi hả? Rồi sau đó là đến anh chàng Mạnh Quỳnh ha, cũng xích xoa luôn. Mạnh Quỳnh sao tôi... dây năm tấc rộng thân 10 thước cao ha. Nói chung là hôm nay tôi xem xong cái phần này thì tôi cũng cảm thấy là nó hơi lạnh trong người, cho nên tôi nghĩ là mình đã quyết định đúng khi chọn bộ trang phục mùa đông này. Như vậy rồi em hơi lo cho chị Tuyết với là chị Ly đó nha. Sao? Với cái bộ trang phục này thì những cái vòng sau còn lạnh tới cỡ nào nữa chị? Không, ai có ủ cho chị được đây? Không có đâu anh. Anh Nam lạnh chứ Tuyết với Ly là nóng dần lên. Nhưng cho em xí anh Nghĩa, cho em xí em muốn hỏi họ đến từ đâu một tí được không ạ? Một câu hỏi dành cho cả bốn bạn, các bạn tên gì, giới thiệu một tí về bản thân mình. Mời bạn. Bắt đầu từ Mạnh Quỳnh đi. Dạ em tên là Trần Quỳnh Lâm và em đến từ Đồng Tháp. Và hiện tại em kinh doanh trà sữa và mì cay ạ. Trà sữa và mì cay. Mà anh thấy là em đi không xa đâu. Em đi thi mà em chả mời ăn một tô mì, một ly trà sữa nào. Em đi nãy giờ, thí dụ mà đã có 4 ly trà sữa, nãy giờ em bảo đem vô vòng chung kết. Anh nói thiệt em dám khảo gợi ý lộ lũ quá. Thấy chưa? Dạ em lên tập vợt hơi thời gian hơi dài nên không có mang theo. Em đi lên đây cả nửa tháng rồi. Trời ơi con bé hơi đâu giải thích. Trời ơi trời, tôi nói lên Phường em ơi. Xin khổ quá. Tiếp theo xin mời thí sinh hóa thân thành cô cả Khánh Ly nè. Em tên là Đặng Ánh Nguyệt. Em đến từ Pleiku nhưng mà em sống và làm việc ở Sài Gòn được 5 năm. Hiện tại em là ca sĩ. À chị ơi, chị cho Thành hỏi là đây là chị hát giọng cô Khánh Ly mà cái âm sắc chị nó hơi trong, thì nó là giống giọng của cô Khánh Ly lúc cổ còn trẻ. Chị có tìm cách để hát cho nó
đục hơn để giống như cô Khánh Ly của bây giờ không, hay là chị sẽ giữ cái phong cách này cho đến suốt chương trình ạ? Cảm ơn anh Trấn Thành đã đặt câu hỏi rất là hay cho anh Nguyệt. Anh Nguyệt cũng muốn chia sẻ một xíu nếu như mà hôm nay mình dừng lại ở đây. Lời đầu tiên cho em cảm ơn anh Minh Vi. Cảm ơn Minh Vi rất là nhiều vì từ ban đầu đã ngưỡng mộ tất cả những cái bài hát anh đã phối cho tập của tụi em hôm nay. Quá là hay. Cho dù là cái bài hát Biển Nhớ này đúng là Nguyệt hơi với so với cái tông thực của Nguyệt, nhưng mà nó quá đẹp và quá hay, nên Nguyệt không quan trọng là giống cô hay không, chỉ có quan trọng một điều là thể hiện tốt nhất những cái gì mà mình có thể. Bây giờ thế này, giờ chị cho Thành nghe một câu nào mà chị hát thoải mái nhất và chị cảm thấy là nếu như chị làm thì chị giống cô Khánh Ly nhất và giống trong thời điểm mà trẻ hay là bây giờ, thì chị thử một câu. Giường đã cháy và giường đã heo, em hãy ngủ đi. Giường đã khô và giường đã tàn, em hãy ngủ đi. Có nghĩa là chị Nguyệt sẽ hát bằng cái âm này luôn. Nhưng mà giống như Thành cứ tưởng tượng như thế này, mình nghe giống như mình nghe băng nhạc cassette xưa đó, là cái kiểu như thế. Nhưng mà thật cái sự ra cái giọng này là giọng cô Khánh Ly lúc còn trẻ đó. Thì đấy, mình nghe những cái băng cassette xưa đó thì nó ra nó rất là giọng. Ra y chang vậy luôn. Cách hát nó y chang như vậy. Xin cảm ơn Ánh Nguyệt. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với thí sinh mà hóa thân thành ca sĩ Tâm Đoan nha. Trung Hậu tên thật là Nguyễn Thị Trung Hậu, sinh năm 1986. Công việc của Trung Hậu là đi hát tất cả các loại đám. Còn thời gian rảnh thì phụ má bán ở chợ đêm Bến Thành. Dạ, xin hết ạ. Và thí sinh cuối cùng. Lần đầu tiên, cho phép Tuấn Nguyễn xin gửi đến tất cả quý vị cũng như bốn vị giám khảo có mặt trong trường quay ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Công việc hiện tại của em đang làm kỹ thuật viên của phòng thu, và em cũng dẫn chương trình và đi hát nha. Thấy chưa? Nơi ạ. Giọng này là giọng đi hát rồi. Giọng rất đẹp, giọng trầm ấm rất là sang trọng. Ở đây tôi nói thật sự đúng là các bạn làm khó giám khảo giả mang luôn ấy. Ai hát cũng hay, mà các bạn đạt được một cái độ chuẩn mực nhất định để mà chúng tôi phải đắn đo rất nhiều. Chúc mừng cả bốn. Cảm ơn các vị giám khảo. Mong đến kiếm nào.
rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đêm kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trao muôn ngàn lời thơ. Cảm ơn phần hỗ trợ của Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Thanh Mộng cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa. Cao Công Nghĩa là quán quân mùa đầu tiên của chương trình Cặp Đôi Vàng. Thế thì lần này em song ca cùng với Thanh Mộng, cảm xúc của em như thế nào khi mà bạn thể hiện trong hình ảnh của nữ ca sĩ Minh Tuyết? Ngày hôm nay thì em rất là vinh dự được mời để hỗ trợ cho Thanh Mộng. Chúng ta gặp nhau cũng mới, nhưng mà bạn Mộng rất là chăm chỉ, biết lắng nghe, cái sự giúp đỡ của các anh chị về vũ đạo hay là về cách hát. Em cảm thấy mình may mắn vì được hỗ trợ cho bạn Mộng. Xin cảm ơn Cao Công Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn em. Sao mà Nghĩa đẹp, cái tạo hình của Nghĩa đẹp. Đẹp lắm. Gái giống Nhật dễ sợ luôn á. Xin cảm ơn quý vị ạ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh có nhận xét gì về tiết mục ạ? Ý tưởng từ những cô geisha Nhật Bản trong những cái bộ yukata thì rất là hấp dẫn và rất là lôi cuốn. Hai giọng ca của hai cô nàng này rất là ngọt ngào và dễ thương, những phần dàn dựng khác nữa. Thực sự là anh thích về cái phần của Nghĩa nhiều hơn. Vì sao? Hôm nay thì Nghĩa mặc một bộ dài, còn anh hiểu lý do vì sao cái bộ của Mộng á là bị ngắn lên luôn. Dạ, dạy dởm giặt lần nó rút lên á anh. Dạ. Cứ mỗi lần Thanh Mộng ra là anh có tính giải trí cao khủng khiếp. Em giống như là gala cười của chương trình á, anh nói thiệt. Bà ra nó có một cái gì đó, nó vừa nghiêm túc mà nó vừa xàm, thấy không bác Càng? Vậy là Mộng ơi, em mang cái tính giải trí rất cao luôn rất đó. Rất cao, bà thanh thoát, bà nhẹ nhàng, bà làm đi xa, bà dân trà mà cái đùi bà ngắn ngủ nè. Cái đầm ngắn, bà nhìn nó kỳ cục y như mẹ đi chợ mới về. Đúng rồi không anh? Ừ. Không biết sao cái phần trình diễn em, anh thề, cứ em ra là anh cười, anh không chẳng biết sao. Nói là nói đùa vậy thôi, nhưng mà thật sự là em là cái người rất là nghiêm túc. Em là cái người mà tiến bộ người ta thấy rõ luôn á. Hôm nay em hát rất giống chị Minh Tuyết luôn. Có cái độ vang nhiều hơn, bắt đầu có độ rung rất là nhiều. Mặc dù giọng em cũng không phải là như thế. Em phải tập từng cái gì để ra cái ngày hôm nay. Mà hôm nay em bỏ những cái vuốt rồi khụng xuống của chị Minh Tuyết đó em. Vuốt rồi cái ngồi hát mặt mà ơi, người ta nhảy cái bài này mà bắt tay ý là nói là em đã bỏ được những động tác đó để vào một cái bài hóa thân mà vẫn ra Minh Tuyết, cái đó nó mới khó. Hôm nay anh thấy thật sự là giống, chỉ là không tinh tế bằng chị Tuyết thôi. Em hát cho mình câu cuối làm. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau. Rồi, em thấy em hát không? Nhau. Em phải hát là chốn nào ta dịu nhau. Nhau. Nhau là vần U, là cái miệng banh ra rồi mới gom lại. Tinh miệng, tế hay không? Cái miệng mở ra rồi gom lại. Miệng sử dụng rồi, cái tường banh ra. Ok, thì ý là mình nói vậy cho em nó hình dung tại cái hiện tượng tràn ra rồi túm lợ. Người ta mới hiểu là phải tràn ra rồi mới túm nó lợ. Em hiểu giùm chị đi. Thiệt chứ bộ, tại vì chị Minh Tuyết hát phát âm rất là chuẩn. Tại vì chị Minh Tuyết cũng là người chỉnh chu thế nào trong phát âm thì chị mới có vị trí như ngày hôm nay. Thì anh nghĩ là em nên tập cái sự tinh tế cho mình. Chị Ly cảm thấy như thế nào ạ? Mộng thì có tiến bộ. Ra em hát thì tốt và hôm nay có biểu cảm rồi. Tất cả lúc mà ngồi góp rượu thì cái ánh mắt có biểu cảm đàng hoàng. Hôm nay có hết. Chị Minh Tuyết, xin mời chị. Cái sự quan sát Trấn Thành quá tinh tế. Những gì Trấn Thành nhận xét về chị anh thì... cảm thấy tổn thương quá. Tan nát cõi lòng. Trời ơi, đàn ông ganh tị đi sợ. Chứ bây giờ biết làm sao Người ta nói người ta thần tượng mình mà mình bận áo dài hát người ta không biết thì bây giờ làm gì? Sao cái miệng chót lưỡi đầu môi, lời nói đầu môi đó, bởi vì nói khổ lắm. Chót lưỡi đầu môi. Dạ tụi em còn trên này ạ. Dạ mọi người ơi, nói tóm lại ngày hôm nay cái giọng hát của em là chị phải nói là cái độ sáng, độ vang và cái ngân đuôi của em giống chị nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Cái luyến lấy của em bắt chước chị cũng giống, chỉ là cái phần phát âm của em á nó hơi bị bẹt một chút xíu. Đúng rồi. Em phải gom lại chút xíu. Và cũng giống như chị Ly nói,
Khi mà em ngồi đứng đây với cái anh khách thì em nhìn ảnh với một cái ánh mắt nó rất là có hồn. Thì cái sự tiến bộ em nó đã bước lên thêm một bước nữa rồi đó. Chúc mừng em. Từ khi em không còn về quanh sân là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sâu cùng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chỉ mình còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Nhìn làng mây trắng đường lờ vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chương chiêm môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sâu. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng làng mây trắng lờ lờ vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sâu. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh vẫn mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sầu. Thí sinh Nguyễn Minh Hoàng với ca khúc Hết một thời của ca sĩ Đan Trường, kiếp ve sầu, nhạc ngoại lời Việt Nguyễn Ngọc Thiện. Em có cái thái độ này rất là buồn cười. Lúc đầu em ra em hát á, mắt em nhắm nhìn thẳng, hát giống như đi trốn nợ vậy đó. Hát nhìn lén lén, cái bắt đầu lén lén ông ca. Càng hồi em thấy tôi với bà Minh Tiết bên đây vỗ tay, giơ tay cái bà động vô. Ê, ông Xuân lên nè, ê, như bên kia, tụi nó chịu à, cái bắt đầu ông Xuân lên kia chưa, ông hát ngồi kia, ông hát cái ngó bên này, cái lâu, ông chớp mắt vậy nè, ông ngó qua bên giám khảo coi người ta còn vui không, hết vui cái ông lo lại, cái vừa búng gì vỗ tay cái kia ơi mở mắt ra không vỗ nữa. À, hóa ra là cái bạn này tâm lý trồi sụt vậy đó hả? Mà ca có vụ mà hiếp một mí để coi bên kia còn vỗ tay không, cái gì vậy trời. Ca là phải tự tin mình hát hay, hiểu không, đưa ánh mắt mình tới khán giả là tự động giám khảo người ta vui, thấy không. Ca mà có vụ len lén dòm, thấy không?
Cô làm quá Thành ơi. Nói Thành anh chia sẻ cái chuyện này á, em cũng rút kinh nghiệm cho thí sinh là bản thân mình phải tự tin vào giọng hát của mình. Nhưng đúng mà rồi, rút kinh nghiệm của ban giám khảo nè, bớt làm mặt ngầu để cho thí sinh ta tập trung ta thi. Đâu có đâu, anh lúc nào cũng cười tươi cho tụi em thoải mái hết á. Tại vì anh biết mà anh ngồi anh căng á là tụi em lo, phải không? Anh em đúng không? Lúc nào anh cũng nhìn anh vui lên, thoải mái lên. Hôm nay em hát bài này rất tốt luôn. Phản phất, cái từ phản phất này của chị Tư đã dùng đoạn đầu á, thì bây giờ anh thấy nó, anh dùng cái từ nó mạnh hơn phản phất một tí. À, nó bắt đầu vất vưởng. À không. Cái gì hả? Vất vưởng là thay thẳng rồi. Bắt đầu. Nó vấn vương hơn tí. Đó. Nó bắt đầu xa nó xôi quá vậy. Vấn vương mà nó qua tới bất vưởng luôn vậy hả? Ráng sao mà hát dòng sao cho các khán giả và giám khảo cảm thấy mình vồ vập họ luôn đó. Nó chứ đậm nét hơn rất nhiều. Em hát rất tốt những cái cách nhả chữ. Nhưng mà anh cần em nét hơn tí, ngậm cái chữ miết nó ra cho nó thẳng chữ ra một tí thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Trấn Thành gọi là gì? Vấn vương. Tuyết thì Tuyết dùng cái chữ là phản phất, thêm chữ S đó, có nghĩa là nhiều á. Ý là có nghĩa là nhiều cái phản phất chứ không là một cái giống như chị Ly. Có nghĩa là cái sự phản phất hồi nãy có chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ là phản phất rất là nhiều của Đan Trường trong cái giọng hát của bạn qua bài hát này. Chỉ có điều là Tuyết nói với chị Cẩm Ly á, là cái âm á, cái cách nhả chữ với cái âm của bạn á, nó sao Tư, nãy em nói với Tư á. Em hát cụ thể chị mới nói chị dễ hơn. Chờ ngày em đến tiếng hát vuốt cao đó, chứ chỉ cao còn tia nắng ấm áp. Đúng đó. Cao, hiểu không? Tức là thay vì bây giờ em đang bẹt như thế này thì bây giờ em cho nó nở cái phần trên cao, cái khẩu hình của em khi em phát âm ra đó thì nó sẽ giống bên Trường hơn một tí xíu nữa. Còn của em bây giờ nó, chị nói đơm na là nó hơi bẹt, trong khi em có cái âm sắc giống anh Trường. Chị nghĩ em tự tin em sẽ hát được, bởi vì khi em tự tin em hát chuẩn cái nốt sáng của anh Đan Trường. Cảm ơn các vị giám khảo đã góp ý cho thí sinh Minh Hoàng của chúng ta. Cảm ơn Minh Hoàng. Giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Trên trời kia mưa trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, lạnh quay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Đời bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ ngày người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên. Con đường xưa cũng êm đềm. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ.
cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ vắng xa, dù đời chờ là đôi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, mơ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề. Con đường xưa cũng êm thí sinh của chúng ta Quốc Tuấn. Tôi đang khóc cái bà Như Quỳnh, tôi nghe ông Bằng Kiều vô tán cái tôi tỉnh liền. Tôi nói thiệt, tôi đang khóc, tôi đang đứt nở, tôi nghẹn ngào, tôi nhớ thần tượng của tôi. Ông Bằng Kiều ông nhảy sổ vô giống như kiểu nghe không? Nghe không? Nghe không? Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa. Bà khác mà cái thái độ bằng dễ sợ thiệt á, kiểu mà không nghe không nghe tát vô mặt bây giờ kiểu vậy. Trời ơi, em sao hát mà dữ vậy cưng hả? Hỏi thiệt, em run quá hả? Run quá rồi, dễ thương muốn chết luôn. Hiền mà đâu có phải như nãy anh nói đâu, hiền queo. Ủa, thấy hát dễ thương mà đâu có dữ đâu. Không thì cái mình cách ghẹo, á, cái cách mình như... ghẹo vậy thôi. Ghẹo. Thiệt ra thế này nè em ạ, cái vấn đề của em thì nó vô số. Từ đâu chắc anh nhường cho người tình lý tưởng nói trước, còn dư nhiêu anh bao hủy chót nha. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Thực sự là anh Kiều á, ảnh hát giọng rất là nhẹ nhàng, ảnh lên cao rất là êm ái nhẹ nhàng, nhưng mà còn em á thì em hát á, em phải điều khiển cái giọng của mình lại, cái cách nhả chữ của mình ra nhẹ nhàng một tí. Ví dụ như anh Kiều hát là cơn mưa băng giá chẳng hạn, nhưng mà em là băng giá xót xa, em bị vậy á, tức là em phải điều khiển lại cái làn hơi của mình và cái cách nhả chữ của mình làm sao cho nó ngọt ngào một tí thì nó mới giống anh Kiều. Rồi anh Kiều cái đuôi á là anh Kiều anh không có ngưng liền, anh Kiều là anh phải kéo thẳng cái làn hơi ra xong anh mới ngưng nhẹ một cái, chứ còn em là em vừa đêm làm ngưng liền là không đúng. Dạ. Bây giờ nè, rồi cái đó là anh sẽ làm lố thêm một tí rồi em chuẩn bị em nghe. Cái đó là cách hát ha, còn quan trọng nhất là cách phát âm. Anh Bằng Kiều là người Hà Nội, đúng rồi, phát âm rất bắt mà bắt hơi bị nặng luôn ấy đó. Cái này chị quên bạn nói, bạn phải để ý nha, ví dụ như chữ mình thì bạn phải mình nó phải như vậy cơ. Ví dụ như tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, đúng rồi. Đúng chính chưa? Xác, chính xác. Nó phải bắt cỡ đó thì nó mới ra anh Kiều. Hội là nàng lá lan vẫn ngây thơ
rồi thời gian trôi qua, môi nàng dân nữ bỗng vắng tiếng cười, thường đưa đôi mắt trông xa vời thì ra nàng đã biết yêu đương. Nàng yêu anh miền kinh, nàng thương anh thiệt tình, nhưng chàng trai kia đã đi rồi là nan buồn nát cánh hoa rừng. Tình không trở lại, buồn liêm kín cả tâm hồn, lá lan không nhiều hơn. Nàng lang thang từng đêm trắng, mùa bao gánh đã treo leo. Ôi lan lan, ôi lan lan lan, chiếc trên sườn đèo. Thường đưa đôi mắt trông xa vời khi ra nàng đã biết yêu đương. Nàng yêu anh miền kinh, nàng thương anh thiệt tình, nhưng chàng trai kia đã đi rồi là nan buồn nát cánh hoa rừng. Liêm kín cả tâm hồn, lan lan khóc nhiều hơn. Nàng lang thang từng đêm trắng, qua bao gánh đã treo leo. Ôi lan lan, ôi lan lan lan, chết trên sườn đèo. Ôi lan lan, ôi lan lan lan, chết trên sườn đèo. Hỗ tay cho Thanh Hiền. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Một nàng rất là nền nã, rất là nhẹ nhàng, hòa trong một cái bài dàn dựng rất là đẹp. Mà hôm nay là Thanh Hiền phải phân tâm giữa hai cái việc nữa. Một là làm sao để cho mình giữ ổn định cái cột hơi, để mà vừa phải giống từng câu từng chữ với thần tượng của mình là ca sĩ Như Quỳnh, rồi lại phải di chuyển rất rất nhiều luôn và diễn xuất lên trên tầng kia, rồi lại leo trên cái tảng đá lên xuống. Nó sẽ ảnh hưởng đến em phải biết phân bổ và hết sức tập trung thì mới có thể hoàn thành được cái bài thi. Thì anh rất rất là thích cái màn dàn dựng này, sự thể hiện của em, cái sự hòa nhập vào trong cái nhân vật La Lan này rất là xinh. Một trang phục của cái cô gái miền núi rất là dễ thương trong những cái câu hát. Anh vẫn thấy là giống hình ảnh của chị Như Quỳnh. Nhưng mà giống bao nhiêu phần trăm thì các vị giám khảo còn lại sẽ phân tích về giọng hát. Nhưng mà đối với anh thì anh rất là thích. Cảm ơn Nam rất là nhiều. Còn chị Minh Tuyết này làm sao ạ? Thực sự rất là thông cảm cho Hiền. Bởi vì nói thật, chị Như mà vừa nhảy vừa hát thì cũng chưa chắc chị Như hát được. Cái cột hơi không thực được vững thì Tuyết rất là thông cảm cái điều đó. Qua dòng trước và dòng này, Tuyết nghiệm ra một điều nè. Khi mà Hiền hát những cái bài mà có tiết tấu nhanh á, thì Hiền bị mất cái ngân của chị Như. Và cái đó là cái đặc trưng của chị Như. Mà trong cái bài này, hoàn toàn những cái câu đầu á, là hoàn toàn mất hết những cái đuôi ngân. Tôi xin kể ra nơi đây. Với chị Như á, chị sẽ ngân cái đuôi. Còn bạn là tôi xin kể ra nơi đây, chuyện một đời nữ nữ đẹp như đóa hoa lan rừng. Nó bị ngắt như vậy. Nhưng chị Như chỉ luôn luôn cái đuôi chỉ có cái độ ngân cả. Dù nó ngân rất là lẹ thì bạn bị mất cái đó, với lại mấy câu đầu bạn hát sau mà đưa lên giọng mũi nhiều quá. Chị Như chị không có cái đó. Chị Như cái độ vang của chị rất là sáng, nhưng mà về cái phần sau khi mà bạn xuống dưới đây rồi á thì nghe cái âm sắc chị Như ở trong đó nhiều hơn một tí. Chắc có lẽ lúc đó bình tĩnh hơn,
Nhưng mà nếu mà so với tuần trước thì bài này vẫn thấy chị Như nhiều hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay đúng là cũng hơn tuần trước rất là nhiều. Có Như mà chị thích nhất là rất là xinh đẹp. Rất là xinh đẹp luôn. Nhưng mà có điều là em phải để ý là tuần trước và tuần này em đều bị căng thẳng trên gương mặt. Người ta nhìn thấy rất là rõ. Mà cái bài hát này lúc đầu là cái cô La La này cổ rất là đẹp. Cổ dễ thương. Và cái sự lúng liếng của Như Quỳnh á thì nó có nha, chỉ là e ấp dịu dàng. Em bị căng thẳng về cái gì đó, em mất tập trung cho nên là mặt em là thấy rõ ràng khi em hát. Cái mặt em nó căng lắm, nó không có cười như bây giờ. Bây giờ cười rất là tươi, đã đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Chị ngồi với lại chị tấm tắt cái mái tóc rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Cảm ơn chị Tư rất là nhiều ạ. Thật sự phải nói lúc mà chị Tư khen xinh thì cũng mới cười một cái thì rất là tỏa sáng luôn. Nãy hơi đẹp, tiếc. Rất là đẹp. Nãy tiếc là diễn là cái mặt hơi căng thẳng, không cười miếng nào hết trơn. Anh Nam khen xinh thì không có cười. Tư khen rồi mới cười. Cười lại với anh Nam cái là cười nè. Chị hết anh chưa? Em cười cũng cười sai nữa. Thí dụ anh Nam mới nói như vậy rồi có nghĩa là em phải sợ như thế nào em mới không cười. Thì bây giờ em cười lại với anh Nam em phải cười. Đúng không? Tim ơi sao mềm yếu quá.
cho em gần anh thêm chút nữa. Và đó là Thu Ngư. Giám khảo Hoài Nhật Nam xin mời anh. Xinh đẹp như một đóa hồng, không còn sự nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin như những đêm thi trước nữa. Rất là tốt. Về cái phần hát của em thì thực sự anh nhớ tuần trước anh cũng có lưu tâm em ở cái đoạn đầu. Thì trong cái phần này anh vẫn thấy vậy. Em có cái đặc biệt là lúc ra nó vẫn chưa ổn định hay như nào. Cái câu phiêu đầu hoặc là những câu đầu tiên mà đổ vào á, là em chưa bao giờ lấy được cái cảm tình chắc là của riêng anh trước. Bởi vì những câu đó nó cứ bị trông trên hoặc là như nào đó. Mà sau đó vào bài rồi bắt đầu là nó, lúc đó cái lửa của em với là em mới bình tĩnh, mới bắt đầu đi vào cái dòng cảm xúc của mình. Thì cái bài này tương tự cũng vậy. Và thêm nữa thì anh có một cái điều đó là cái nội lực của em và cái năng lượng của em, một khi em đã tự tin thì thực sự là em với Hương Tràm thì chưa chắc ai đã hơn ai. Anh nghĩ là vậy. Cái đó là anh khen về cái nội lực của em á. Còn về cái bài hát tối hôm nay thì anh vẫn cảm nhận là giống Tràm thì cũng có giống đấy, nhưng nội lực của em ở những cái đoạn mà lên cao dữ dội thì rất là ra, nhưng mà những cái đoạn thủ thỉ, tâm tình và da diết á, anh thấy là vẫn còn thiếu Hương Tràm. Hương Tràm hát bài này năm 21 tuổi, thu âm bản này, nhưng mà từng trải như là đã yêu rất nhiều mối tình rồi đó. Và những cái câu nhỏ nhỏ từ những câu đầu tiên và những câu mà trầm hoặc là thổn thức á, thì nghe nó rất là nhói lòng và nó rất là, nó có một cái sự tiết chế nào đó để mà nói bằng tim á, thì Thu Ngân vẫn chưa control được những cái đoạn đó. Còn những lúc mà lên cao trào, bay bay và dữ dội thì em làm rất là ra. Đó thì anh có cảm nhận là như vậy. Còn nếu như anh nghĩ rằng là em không phải là Hương Tràm mà em là một Thu Ngân á, thì anh cũng khuyên em là sau Ca Sĩ Thần Tượng, nếu em có đi tiếp hay không á, thì em hãy thử sức ở những sân chơi âm nhạc khác để em là Thu Ngân á. Thì anh rất mong chờ em sẽ tỏa sáng. Nhưng mà thế này nè bé à, anh nghĩ là đây là lời khuyên chân thành anh dành cho em, là nếu như bình thường mà giọng mình giống Hương Tràm rồi thì hôm nay anh đã tìm được cái điểm khác của em với Tràm rồi. Anh thấy được em có một thái độ âm nhạc R&B rất lớn trong em. Thành, nhưng mà anh thích cách hát của cái trước hơn. Tức là cái phần một á, phần một á là cứ khoan khoan phăng á đã. À. Sang phần lời hai lúc đó phăng thì nghe nó phiêu hơn. À không, đúng. Còn đây là lời một vào là đã khoe phăng rồi. Sau đó vào tiếp theo lại tiếp tục. À, cái bản hát này hay là bản hát của Tràm? Bản hát này. Chị đồng ý cái suy nghĩ của anh Nam đó. Tại vì người ta nói những cái gì hay nhất mình phải giữ lại, thì người ta mới tạo sự bất ngờ. Nếu mà mình làm một cái điều đó mà mình làm nhiều lần quá, nó không còn sự bất ngờ nữa. Cái đó là cái cách tinh tế trong khi mình xử lý một bài hát. Phần đầu mình xử lý vừa phải, càng về sau mình thả ra những cái độc chiêu của mình, tạo sự bất ngờ và tạo sự cao trào cho người ta. Đó là cách xử lý khôn khéo trong một bài hát. Hôm nay là em rất là thích bài này, đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhìn cái cách của em hát là chị cảm nhận rằng là em hát cho em, chứ không phải là hát cho Tràm nữa. Khi em feel những cái feel, thật sự Tràm bây giờ có feel R&B, nhưng cái cách luyến của Tràm khác cái cách luyến của em. Đó là cái mà Trấn Thành thắc mắc hồi nãy giờ không thấy được Tràm trong đó, là bởi vì em có cố tình xử lý theo những cách feel của Tràm, nhưng em xử lý cái feel của em nó không giống Tràm mà nó là cái feel của em. Nhưng thú thật, nếu một ngày nào đó em gặp chị thì em về đội của chị nhé. Chứ gì dù dỗ người ta rồi. Hay lắm. Nếu như em thật sự muốn làm anh bơm, em có cần tư vấn gì em cứ gọi cho tôi sẵn sàng đó, giúp đỡ em. Tại vì tôi muốn em nổi tiếng, tôi muốn khán giả yêu thương em, tại vì em hát rất hay. Quá tuyệt vời. Xong cái chương trình này để dành tiền ra MV nghe chưa. Ra một bài single của riêng mình, lấy tên mình. Vậy mà anh nghe nhầm là anh xin sau chương trình này anh xin cho tiền ra MV nha. Sai có một từ thôi. Anh bên này, anh cao quá, cao quá. Thôi vỗ tay lên cho ban giám khảo. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Nó một cơn bão lời khen dành cho bạn luôn. Chắc chắn bạn đang rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta chỉ có 3 cơ hội dành cho 3 thí sinh bước vào trận chung kết mà thôi. Một lần nữa xin được chúc mừng phần dự thi của Thu Ngân. Thank you.
quá. Thái Thanh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay ban giám khảo của chúng tôi là đứng ngồi không yên luôn á. Thế thì không biết là nhận xét của anh Trấn Thành như thế nào, xin mời. Dạ, cho tôi nói trước đi, hơi hào hứng với tiết mục quá này. Bà biết không, tôi rất là mê những cái danh ca mà huyền thoại, tiền bối. Tôi rất là mê những cái người đó. Khi mà bà đứng đằng sau những cái mái tóc trắng mà các bạn khom khom cái lưng, mặc cái áo dài, trời ơi, tôi nói thiệt, cất cái câu đầu tiên lên nó cảm giác giống như nó sống trong cái không gian đó, mà tôi tưởng tượng là giờ cô đang đứng hát chắc tôi khóc chết. Rất là đẹp, mà hôm nay ai làm tóc bạn cũng quá đẹp, quá khéo, giống dã man mà đẹp khủng khiếp, tôi rất là thích. Cái thứ hai tôi góp ý là nếu lần sau có mặc áo dài nên may cái loại áo dài rộng hơn. Đúng một tí rồi. Nữa, cô Thái Thanh không có bao giờ mặc áo dài chít ben. Đáng lẽ là đưa cái áo dài rộng đó chứ, nhưng cậu thích chít ben. Dạ, cậu thích. Bỏ cái lén lén chít ben đi. Không có lén kìa chưa, đó. Cái áo rộng nó mới giống đó. Cái thứ hai phải khen Nhã Thanh là bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc bạn quá tốt. Tôi rất thích cái đoạn mà ôi à, ôi à. Đó là đi từ cái quãng 8 trên lòn xuống cái quãng 8 dưới một cách rất là ngọt ngào. Thế nhưng khen phải nhắc, tại vì tôi muốn bạn hoàn hảo. Cô Thái Thanh mà hát cái bài này cũng ngắt ra như cô nói á, thương em là dừng. Sao rè là thương em từ thua, không có đun, không có vô nhịp. Cô Thái Thanh có rè quá vậy? Rè, rè. Phiên bản rè vậy. Bữa nay cổ bệnh. Dạ. Phiên bản radio hơi rè. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Còn chi tiết thì sao? Chứ thấy á là Nhã Thanh á ngưng trong cái chữ nhiều quá. Cô á thì Tuyết dùng từ nhiều hơn là đãi chữ nhiều hơn. Cô không hát là sao thua, cô không ngân liền như vậy, mà cô là sao thua. Yeah. Năm cánh. Cô đãi nhiều cô hơn. Đại. Cô cái chữ cô là cô thẳng ra, xong rồi cô đãi nằm nghiêng. Rồi cô mới đãi ra, chứ cô không là sao thua năm cánh. Cô không có ngân liền như vậy. Mà hồi nãy thì Tuyết thấy bạn ngân nhiều ở trong chữ và hát nó có phần năng động. Bây giờ mình nhõng nhẽo hơn một tí, mình đãi một tí, mình nhẹ một tí thì mình ra cô. Anh xấu, xấu với em. Sao mà Tuyết là tôi nổi da gà ta. Thì luôn, em nghe gì Tuyết nói xong rồi em nhảo người em lên luôn á. Tập trước là cổ còn xuất sắc nữa. Lúc mà hát xong ca cùng với cô Lê Trang. Đúng rồi, với Lê Trang. Wow. Đó, mà cái bài này là anh nhớ là cô Y Lan hát với lại mẹ của cô Thái Thanh rồi. Mà hát có thêm Nụ Tầm Xuân nữa, và hai mẹ con song kiếm hợp bích á, nghe gọi là rất là nhức nhối luôn. Và lúc nhảy anh Thành có nói á, có những cái đoạn em lên cao sau đó em lại xuống thấp á, nó giống y như cái bối cảnh mà mình đang thấy đây, là trèo lên cây bưởi hái hoa và bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, là đúng y vậy luôn. Thì anh rất là kỳ vọng em sẽ làm được nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong những cái vòng thi sắp tới. Dạ, vòng tràng hấu tay cho Nhã Thanh. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim bao tình yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước phi xa xôi. Xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trông tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại khi em ơi, yêu anh nhé. Người cho em đó, người anh yêu.
sẽ yêu mãi thôi, yêu em đọc say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay và dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu hơn, em có nghe trong tim và tiếng yêu vang lên dành cho em. Dạ, một đôi tay cho anh Ba Ngọc Sơn. Thank you dancer, cảm ơn vũ đoàn ô rất nhiều à. Như giám khảo Trấn Thành đã nói, một là cực kỳ giống, hai là cực kỳ vui. Đây là tiết mục rất vui. Một đôi tay chúc mừng Tuấn Minh. Sao anh Thành? Cho tôi hỏi, bữa nay điều gì đã khiến cho bạn chọn một bài hát và có những điệu nhảy như thế này? À, những vòng thi trước và em rất là để ý tới sự chia sẻ có bốn vị ban giám khảo là muốn một sân chơi có đầy sự năng lượng. Chính vậy là em đã chọn bài hát này. Thú vị đấy. Trước tiên là báo cho bạn biết là bạn đã làm một cú đột phá ha. Mình không cần biết nó là đúng hay sai, nhưng mà trước tiên là mình thành công trong cái chuyện mình làm người ta đột phá. Chắc chắn là khán giả sẽ thích cái phần trình diễn này rất là nhiều. Nhưng mà nói thì không phải nói lại, có nghĩa là vui là ok, nhưng mà vui nó phải trúng. Chứ mà vui mà một hồi nó quên luôn, nó bị leo ra khỏi lề là khác. Bạn hiểu tôi nói không? Nãy giờ nó vui, mọi thứ nó đang rất là ok. Thì khi cái đoạn đầu bạn còn dính tên Sơn xíu, bạn vui quá, tới lúc bạn nhảy khán giả sung bạn quá, cái bạn vô mấy cái sự dầu cung lắc này đó. Hồi qua tới cái lời 2 là bạn trở lại là bạn đó. Bạn hiểu không? Nên nhớ, mình thi ca sĩ thần tượng nha. Nhưng ngày hôm nay rất là khen bạn vì chắc chỉ có bạn mới nhảy được như vậy. Cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều. Xin mời giám khảo Minh Tuyết à. Nói thật là nãy giờ đang suy nghĩ nói, ủa sao lâu năm quá em không đi diễn với anh Ba, sao anh Ba giờ anh nhảy khác quá. Không, nhưng mà chị hỏi nè, có phải là tập trước anh Trấn Thành kêu em phải làm nhảy lố như vậy không? Làm lố. Đúng không? Đợt trước là bác thử thách là nhảy. Đó, đổ nhảy. Thừa, lát tại... phải chấm gớt, đổ thừa tôi đi. Anh rất là cảm thông với em vì tập trước á, anh nhớ là anh Trấn Thành cũng có khuyên em nên đó, làm tô đậm một thậm sưng. Và sau đó anh vẫn nhớ là cô Tuyết có nói là lọc lựa lại đó. Mà cổ gằn giọng là lọc lựa lại những cái lời. Cho nên là cũng thông cảm với em một chút. Thí sinh mà... từ ngày hôm nay trở đi coi lời nói tôi như Phong Long đi nghe. Những ai làm theo đã đổ thừa tôi nghe tội nghiệp à. Không anh, có nghĩa là đúng hết đó anh Thành. Nhưng mà bà lựa, bà lựa bị sai cái đó thôi. Thì nó cũng lựa đó mà nó lựa cái sai. Với lại em di chuyển sân khấu em phải tính toán. Lúc nãy anh thấy em qua bên này, em thấy ủa hết sân khấu rồi ta, thôi mình về lại. Đó thì tức là rất là nhiều lần như vậy. Và đặc biệt là đoạn cuối mình xoay một cái để mình kết á, thì là cái ấn tượng động lại cuối cùng. Thì lúc nãy em lại hơi trên bên một chút. Cho nên là mình phải chắc là mình làm được hay không. Còn nếu không thì sẽ làm cho hơi một chút lo lắng, không biết em sẽ té lúc nào. Cái nhảy là có tập trước không? Cái này là hay là ngẫu hứng lên nhảy thôi? Dạ có. Có, tính, có. À, tính cả bài nha chị, nhảy cả bài nha. Cái này có tính. Phải tính chứ. Dạ. Cho những cái đoạn nào mà thí dụ té thì là không tính thôi. Một cái hôm nay, cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và cảm ơn bạn với cái tinh thần rất là tuyệt vời như này. Đây là một ca khúc cuối cùng rồi, rất là vui và sôi động. Chúc cho bạn sẽ có một cái cơ hội bước vào vòng bán kết nha. Một tràng hỗ tay cho Tuấn Minh. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều.